Về mặt vật chất thì đối với chị là mình sẽ luôn luôn có thể kiếm được tiền. Năm vừa rồi chị nghỉ 4 tháng và năm nay chị có thể nghỉ 4 tháng hoặc là nhiều hơn. Thế thì trong thời gian nghỉ đấy chị hoàn toàn có thể dự đoán được cái thu nhập của chị kể cả khi chị không làm việc. Với một solopreneur ấy, thì mọi người nghĩ rằng là họ sẽ cần phải có cái money mindset như thế nào để có thể make money được nhiều hơn. Chị thấy mọi người hay bị dính mắc với cái này. Khi mọi người nghĩ về chuyện là tiêu tiền, nó sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất đấy là chị sẽ coi tiền nó là một dạng năng lượng. Cái rich life là cái cuộc sống giàu có. Như cái quan điểm chị chia sẻ, nó không phải chỉ có tiền. Tức là sẽ có những giai đoạn mình không có tiền nhưng mà mình vẫn giàu. Cái thứ hai là liên quan đến việc là kinh doanh thì sẽ là kiểu lừa đảo. Nói chung là cái hội mà giàu nhiều tiền thì là người xấu này. Cái người nghèo người ta rất sợ, cho nên là người ta sẽ luôn luôn tìm cách làm ra để bảo vệ cái tiền người ta có. Cũng là cái khoảng thời gian đấy thì mình lại đi bò ra để mình làm một cái thứ mà nó không phải là điểm mạnh của mình. Hoàn toàn mình có thể sai cho người khác ấy. Thì tại sao mình lại phải làm như vậy? Cái tiêu chí gì để chị có thể dựa vào để quyết định là cái khoản đầu tư đấy nó có đáng hay không? Tôi kiểu rất là ngại chi tiền cho trải nghiệm. Khi mà mình chi tiền cho một cái chuyến đi chơi là mình vẫn cảm thấy bị sót. Thật ra thì mình sẽ phải xem trong cái gốc rễ của cái việc mình tiếp cận cái việc tiêu tiền đấy là gì. Cá nó sống trong bể thì nó sẽ không biết là bể đục hay là bể trong. Cho đến khi mà nó được đi ra một cái bể khác thì nó mới có một cái sự so sánh. À, cái bể của ta nó trong thế, bể đấy của mình sao lại đục như vậy? Bởi vì cái chữ trải nghiệm là trải qua thì mình mới nghiệm lại. Còn nếu như mình không có trải, làm sao mình nghiệm ra được cái gì mới? Thế còn bản thân mình không có cái gì cả, mà mình lại cứ nỗ lực mình đi rót cho người khác, mình rót cái gì, mình rót không khí, chả có cái gì. Thì cái trải nghiệm đấy cộng với cái knowledge của mình nó sẽ giúp cho mình có cái intuition tốt hơn. Cái trực giác tốt hơn đấy thì nó lại làm cho mình có thể ra được các quyết định sáng suốt hơn trong cái việc của mình kinh doanh. Đây là cái trải nghiệm của tôi với chị Linh, tôi có thể kể cho mọi người nghe. Mua mới là tới 90 triệu, bị khùng quá tự nhiên bỏ 90 triệu ra mua một cái máy tính. Không hiểu sao bạn này có thể suy nghĩ được giống vậy. Sau đó chị hỏi tường công. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với cả buổi podcast ngày hôm nay. Thì trong cái tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn đến một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng đều quan tâm. Đó là chủ đề về money mindset, về cái cách tư duy của chúng ta về tiền. Và để tham gia chia sẻ về cái chủ đề này ấy, thì sẽ có hai solopreneur rất là thành công. Đó là chị Linh Phan và Jaden Nguyễn. Và ok, để chúng ta bắt đầu với cả cái chủ đề rất là hấp dẫn này, thì em có một cái câu hỏi. Đối với mọi người ấy, thì cái tư duy của mọi người về một cái cuộc sống giàu có và trù phú là gì? Thì đối với tôi, một cái cuộc sống mà gọi là giàu có là cái cuộc sống mà mình sẽ, thứ nhất á, là mình có thể mua được những cái thứ mà mình muốn mua mà mình không phải suy nghĩ quá nhiều về tiền. Cái thứ hai á, là cái cuộc sống mà mình được quyền tự do lựa chọn coi là ok, hôm nay tôi muốn làm việc gì cũng được, thay vì cái việc là mình phải bị gò bó ép buộc là mày phải làm cái này thì mày mới được có tiền để mày sinh sống. Thì cái cuộc sống đó thì lúc mà mình sẽ không bị áp lực hay đặt nặng quá nhiều về tiền nữa, thì những thứ mình làm có lẽ nó sẽ vui hơn và nó sẽ khiến cho mình muốn làm nó nhiều hơn. Thì đó là cái định nghĩa liên quan tới việc là một cuộc sống giàu có đó là cái gì. Và hơn hết nữa, chắc nó có một thứ nữa mà tôi thấy nó cũng khá là quan trọng, đó là cái việc mình được quyền lựa chọn nơi mình ở chứ không bị gò bó tù túng ở một nơi nhất định. Tại vì đôi khi ở một nơi nhất định thì nó cũng khiến cho mình cảm thấy là không được vui hay là mình không có được những cái trải nghiệm mới. Thì đó là cái cuộc sống mà tôi nghĩ là giàu có đối với tôi. Thế còn với chị Linh Phan thì sao? Cuộc sống giàu có của chị nó có khác gì so với cả Jaden? Chị nghĩ là cũng có cái khác, cũng có cái không. Nhưng mà chị nghĩ là với chị thì nó sẽ có mấy thứ liên quan đến định nghĩa về chuyện giàu. Ở đây thì sẽ giàu thì mọi người có thể hay nghĩ ngay đến chuyện tiền bạc. Thì chị nghĩ là giàu có thì nó sẽ bao gồm cả yếu tố tiền bạc trong đấy. Nó sẽ trùng với cả Jaden là mình muốn mua sắm một cái thứ gì đó mà mình không cần phải quá lăn tăn về nó. Rồi nó sẽ có giàu có về mặt thời gian và có một cái sự chủ động trong cái câu chuyện mình quản lý cái thời gian của mình như thế nào. Mình hoàn toàn là cái người làm chủ cái thời gian của mình. Mình sẽ không bị ăn cắp thời gian bởi người khác hoặc là bởi những cái yếu tố bên ngoài. Sẽ có một cái sự gọi là rất là linh hoạt trong cái việc mình sử dụng thời gian đó. Cái thứ ba đấy là cái sự giàu có về mặt năng lượng. Năng lượng ở đây là cái năng lượng về mặt tinh thần của mình. Mình sẽ có nhiều những cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc đời, giàu trải nghiệm luôn. Mình sẽ có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, mình có thể đi đây đi đó. Thì đấy cũng là một cái loại giàu. Mình sẽ có giàu về mặt sức khỏe tinh thần nữa. Bởi vì nếu như mình có tất cả những yếu tố kia nhưng mà mình không khỏe thì mình cũng vẫn nằm một chỗ và mình cũng không có lựa chọn nào khác. Thậm chí mình sẽ phải đổ rất nhiều tiền để mình chữa bệnh nếu như mình không khỏe về mặt sức khỏe thể chất. Và cuối cùng thì nó sẽ là sự giàu có. Nói chung chị nghĩ tự chung lại nó sẽ là một cái sự tự do, tự chủ, độc lập. Thì có lẽ là cái sự gọi là giàu có về những cái khía cạnh khác nhau như thế. Em nghĩ là với hai cái câu trả lời của mọi người ấy, thì em thấy là cái câu trả lời của chị Linh có ba cái keyword là tự do, tự chủ và độc lập ấy. Thì em thấy là nó cũng là một cái điểm tương đồng giữa câu trả lời của hai mọi người.
Nhưng mà em thấy có một cái điểm này ấy, là mọi người sẽ trả lời cái câu hỏi đấy. Tức là cái hình dung của mọi người về một cuộc sống giàu có sẽ là một cuộc sống mà mọi người không bị gò bó về thời gian, về không gian, về việc làm, rồi có nhiều trải nghiệm, rồi có được một cái sự gọi là được giải phóng khỏi những cái lo nghĩ về tiền ấy. Thì cái câu trả lời nó hơi khác với cả cái câu trả lời mà em thấy mọi người thường hay có. Tức là mọi người nghĩ về sự giàu có là khi mà tôi có sở hữu từng này căn nhà, từng này chiếc xe, hay là từng này số tiền trong tài khoản ngân hàng. Thì cái việc mà với một cuộc sống giàu có thì đối với mọi người có đặt ra một cái mục tiêu hay là một cái con số cụ thể mà mình cần phải sở hữu không? Ý em ở đây là một cái con số về tiền bạc đúng không? Đúng rồi. Hay là cái mục tiêu của cái cuộc sống giàu có? Mọi người nghĩ là mình có bao nhiêu tiền thì mình sẽ có được một cái cuộc sống giàu có như thế. Và mọi người có một cái con số đấy cho bản thân mình hay không? Chị nghĩ là mình sẽ phải có. Tại vì thực ra cái cuộc sống bây giờ thì nó cũng rất là thực tế. Mình làm việc hay mọi thứ mình đang làm, thực ra sự nghiệp nó đã chiếm 1/3 cái thời gian của mình rồi. Và mình làm việc để làm gì? Một trong những mục tiêu quan trọng của làm việc, và nhất là với những người làm kinh doanh, thì nó sẽ là con số. Nên chị nghĩ là không thể nào mà không đặt ra số được. Đấy là ở khía cạnh về tiền. Thế nhưng mà nếu mà nhắc đến cái rich life, là cái cuộc sống giàu có, thì nó như cái quan điểm chị chia sẻ, thì nó không phải chỉ có tiền, nó sẽ còn nhiều những cái khía cạnh khác. Thì những cái khía cạnh đấy đôi khi nó không đo lường được bằng con số. Ví dụ như là thời gian thì có thể, ví dụ như chị sẽ có một cái là một năm tôi sẽ làm việc và tôi nghỉ 4 tháng. Thì đấy cũng là một cái loại mục tiêu mà có thể đo lường được về mặt thời gian. Nhưng mà những cái về sức khỏe tinh thần hay là sức khỏe thể chất thì đôi khi con số nó cũng hơi khó để đặt ra. Nhưng mà nó sẽ phải thực tế. Nhưng mà về tiền bạc thì chị nghĩ là chắc chắn là có. Tức là với chị Linh thì cái mục tiêu về tiền bạc nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện kinh doanh. Còn về cái cuộc sống giàu có, theo cái định nghĩa giàu có của chị thì nó cũng có nhiều những cái yếu tố khác nữa mà nó không liên quan đến tiền. Như là sức khỏe, rồi tinh thần, thời gian. Bởi vì đôi khi như này, có thể có những giai đoạn chị không có tiền. Chị không có tiền gọi là tiền bạc ấy. Nhưng mà chị sẽ có năng lượng tinh thần tốt, có sức khỏe tốt. Và chị tự do về mặt thời gian của chị chẳng hạn. Thì chị thấy thực ra nó cũng, mình vẫn cảm thấy ok với việc đấy. Nhưng mình sẽ không kéo dài, có thể là không kéo dài cái đấy quá lâu. Và thực ra thì chị thấy là nó cũng không thể cào bằng được các yếu tố đấy. Và đôi khi trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mình sẽ phải ưu tiên cho những cái yếu tố khác nhau. Tức là sẽ có những giai đoạn mình không có tiền nhưng mà mình vẫn giàu. Đúng rồi. Chị thì là một người mà chị sẽ có tư duy về chuyện là lúc nào tôi cũng sẽ giàu ở một cái khía cạnh nào đấy. Còn nếu mà cả tất cả những yếu tố mà chị vừa liệt kê mà không có cái nào mà chị cảm thấy nó mình đang có hoặc là mình sở hữu, mình làm chủ, thì đấy là lúc mà mình nghèo nhất. Chứ nó không phải chỉ là mình không có tiền nghĩa là mình đang nghèo. Tức là tiền nó sẽ chỉ là một trong số những yếu tố trong một cuộc sống giàu có thôi. Và nó sẽ có những yếu tố khác nữa. Thế còn với Jayden thì sao? Jayden có đặt ra cho mình một cái mục tiêu về một cái con số cụ thể, và mình có ngần đấy tiền là mình sẽ có thể thoải mái và được sống giàu có như là mình muốn không? Thật ra cái này nó theo cái thiên hướng mà hồi xưa tôi có coi những cái nội dung liên quan đến tự do tài chính. Thì người ta hay nói tới cái chủ đề là FIRE, là Financial Independent Retiree, là nghỉ hưu sớm đó. Thì ai cũng kêu là bạn phải có một cái số tiền nhất định, và số tiền đó sẽ bằng với, và 6,5% số tiền đó sẽ bằng với số tiền mà bạn cần phải tiêu mỗi tháng, số tiền chi tiêu bạn cần phải có mỗi tháng. Thì có người sẽ là 6 tỷ, có người sẽ là 8 tỷ, thì tùy vào cái nhu cầu. Nhưng mà để mà thật ra mà đặt ra một con số cụ thể thì tôi cảm thấy là đôi khi nhu cầu của mỗi người nó sẽ tăng lên tăng xuống. Hôm nay mình có thể đặt một điều này, nhưng mà sau này mình sẽ cảm thấy là chắc rồi tôi muốn nhiều hơn, hay là tôi muốn ít lại. Thì cái con số nó sẽ không nói lên được điều gì hết, mà cái quan trọng nhất là cái lúc mà mình làm để đạt được cái con số đó mình có vui hay không, thì nó quan trọng nhiều hơn. Và nếu như mà đa phần mọi người nghĩ là một cái cuộc sống giàu có là tôi phải có nhà, có xe, có tiền đồ các thứ, thì mình đang nhận xét hay là đánh giá giá trị của mình là dựa trên những thứ mà họ có. Còn nếu như mà trong khi đó con người mình còn nhiều khía cạnh, giống như chị Linh nói, là thể chất, tinh thần các kiểu, và nếu như họ giàu đi nhưng mà họ không vui, hay là họ giàu mà lúc họ chơi với mình lúc nào họ cũng kiểu khó chịu bực mình, thì nó cũng đâu có gọi là thành công. Có một câu mà tôi nhớ ông Trí, Nguyễn Hữu Trí, ông có nói đó chính là nếu như mà mày giàu mà mày không hạnh phúc thì nó không gọi là giàu, mày thành công mà mày không hạnh phúc thì nó không gọi là thành công. Thì hai cái đó nó phải, đôi khi nó phải đi chung với nhau. Bởi vậy là về mục tiêu về con số tiền nhất định thì tôi không có trong thời điểm hiện tại, vì tôi hiện tại không có lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Mà tôi đang dành thời gian để mình hiểu bản thân, đặc biệt là trong cái việc đó là mình thích cái gì, mình muốn trải nghiệm những cái điều gì nhiều hơn.
Thì đó là cái mà tôi đang tập trung nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Về con số thì chắc là không có, nhưng mà mình biết được là mỗi tháng ít nhất mà mình xài nhiêu đây là nó vẫn cảm thấy đủ đối với mình. Từ câu trả lời của mọi người ấy, thì em thấy rằng là cái tư duy về tiền nó được, tư duy về một cuộc sống giàu có nó được mở rộng ra hơn rất là nhiều. Tức là mọi người nghĩ đến giàu có thì sẽ chỉ nghĩ đến tiền thôi, nhưng mà thật ra nó còn có rất nhiều yếu tố khác nữa. Và như cả chị Linh lẫn Jayden đã nói là cả về thời gian, không gian, sức khỏe, tinh thần, vân vân. Và trong cái câu trả lời của Jayden ấy thì còn có một cái ý nữa là không phải là mình có bao nhiêu tiền mà là mình làm gì để có được cái số tiền đấy, và mình có hạnh phúc với cái việc đấy hay không. Thì mình thấy đấy cũng là một cái ý khá là hay. Thế thì bây giờ mình sẽ nói tiếp đến cái câu chuyện về việc dùng tiền. Khi mà mình có tiền thì mình dùng nó như thế nào? Thì em nghĩ đây cũng là một cái nó rất là quan trọng trong cái money mindset. Thì đối với mọi người ấy, thì hiện giờ trong cuộc sống mọi người thường hay chi tiêu cho những cái công việc gì? Chắc là nhắc tới cái vụ dùng tiền này nè, thì nó là cái vấn đề mà khá là nhạy cảm và thậm chí là nó khá là mập mờ. Tại vì sẽ có những người nghĩ là ok, dùng tiền là ta mua được thứ này, mua được thứ kia. Nhưng trong trường hợp của có thể là gia đình tôi đi, là tuy là cày cuốc rất nhiều, tới một thời điểm là mình ba mẹ tôi cày hết mười mấy năm trời, hai mươi mấy năm trời để nuôi chị em rồi, kiểu khi mà mình có một số tiền nhất định và nhà tôi giờ ba mẹ cũng không phải là kiểu đói nữa, nhưng mà khi nghĩ tới chuyện là tiêu tiền hay là xài tiền, không dám xài, không biết xài, thậm chí là đi du lịch đi, không biết đi đâu, không biết bút như thế nào, thì đó là cái chuyện mà mình không dám tiêu tiền và mình không dám xài tiền. Thì đó cũng là cái thứ mà bằng một cách nào đó tôi cũng bị ở đó, là tôi không dám xài, tôi không dám tiêu. Thì cái việc mà tiêu tiền nó vẫn đang là cái thứ mà tôi phải học. Là làm sao để tiêu tiền cho nó đúng, và tiêu tiền vô những thứ nào để mình cảm thấy là tao tiêu nhưng mà tao vẫn thấy happy, chứ không phải là tao tiêu xong tao cảm thấy là trời ơi, mình lại mất tiền nữa rồi. Thì đó là cái mà tôi vẫn đang tìm hiểu và suy nghĩ. Thì không biết chị Linh cảm thấy ra sao, và có thể là ông nữa, trong chuyện của ông đi, thì cái chuyện mà ông tiêu tiền thì ông thấy nó như thế nào? Từ tôi hỏi tiếp về Jayden nhé. Tức là Jayden sẽ muốn là mình muốn tiêu vào cái gì mà khiến cho mình cảm thấy happy. Đúng rồi. Thế thì với Jayden thì tiêu vào cái gì thì Jayden sẽ happy? Cái đó nó quay về cái việc á, là mình hiểu bản thân mình bao nhiêu và mình đã có những cái trải nghiệm khác nhau như thế nào. Tại vì nếu như mà mình không có trải nghiệm gì hết thì làm sao mình biết được coi là cái này nó khiến cho mình vui hay không, để sau đó mình tiêu thêm. Thì như dạo gần đây á, thì tôi có một cái trải nghiệm mà tôi rất thích, đó chính là hồi xưa tôi không bao giờ là người đi du lịch. Dạo gần đây khi mà tôi cảm thấy là thời gian tôi còn ngắn quá thì lúc đó tôi mới bắt đầu thử đi một vài nơi và cho mình một cái cảm giác là tôi đi tới đó để tôi hiểu về cuộc sống, hay là mình đi tới đó là không phải để mình đi check in các kiểu. Thì mình lại thấy là sẽ có những cái khoảng lặng khiến mình thấy vui, và tôi cũng muốn khám phá những cái đồ ăn nơi đó, thì lúc này tôi lại bắt đầu thấy vui hơn. Cho nên là trong năm nay thì tôi mới đưa ra quyết định là mình sẽ đi nhiều nơi hơn trong Việt Nam, và mỗi nơi thì mình sẽ dành ra từ 2 tuần cho tới 1 tháng mình ở đó. Và mình tự nhiên mình cảm thấy là nó không đến nỗi tốn quá nhiều tiền. Ý là đối với nhiều người thì có thể là nó nhiều, nhưng mà đối với mình thì cảm thấy là mình bỏ tiền nó ra nhưng mà mình có rất nhiều những cái câu chuyện. Tại vì đối với tôi là mỗi lần mình đi đâu đó thì sẽ học được rất nhiều bài học và có rất nhiều câu chuyện. Và tôi tin là những câu chuyện đó nếu như mình có thể chia sẻ ra có thể kiếm được tiền luôn. Thì mình lại thấy là nó như một cái lời, cái lãi của mình, chứ nó không phải là lỗ gì hết. Thì đối với tôi là dạo gần đây thì tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện mà di chuyển, đi đến một nơi nào đó và để mình thật sự trải nghiệm cuộc sống và chậm lại, giảm như vậy. Tức là Jayden cũng đang được trải nghiệm cái cuộc sống giàu có của mình rồi đúng không? Tức là được được giải phóng khỏi cái sự ràng buộc về không gian, mình không phải ở yên một chỗ mà mình có thể được phiêu lưu và dám tiêu tiền cho cái việc đấy. Và có phải đấy là lý do mà Jayden đang trở thành một cái người digital nomad không? Nói gì không đúng, thì nói chung là chỉ là năm nay là năm mà tôi muốn được đi nhiều hơn, và vừa đi nhưng mà mình vẫn có làm việc, chứ không phải là mình chỉ có đi để mình xài không thôi. Thì nó vẫn là đang xen hai cái đó với nhau. Và tôi nghĩ là nhờ cái việc ông tiêu tiền vào những cái chỗ mà khiến cho ông cảm thấy happy, và cái việc mà mình được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người, có thêm nhiều câu chuyện, có thêm nhiều trải nghiệm, thì có khi là nó tốn tiền nhưng mà mình vẫn cảm thấy happy và mình vẫn cảm thấy nó xứng đáng đúng không? Hoặc là hồi xưa là do mình chưa đi nhiều và mỗi lần đi đều là do một cái sự ép buộc nào đó nhất định. Và mình đi nó cũng bị hồ hởi quá, gấp gáp quá, thì nó khiến cho mình cái cảm giác của mình nó không được vui cho lắm. Nhưng mà dạo gần đây khi mà mình đi một vài cái chuyến mà nó cho mình một cái cảm giác khác, thì lúc đó cái suy nghĩ của mình nó thay đổi. Thì từ đó mình mới
thay đổi cái cách mà mình sử dụng nó như thế nào? Em sẽ chia sẻ một chút cái góc nhìn của em về cái việc này trước khi chuyển sang chị Linh. Tôi thì sẽ trái ngược với cả Jaden ở một cái chỗ là tôi kiểu rất là ngại chi tiền cho trải nghiệm. Mặc dù mình nghiên cứu về tâm lý học thì mình biết là chi tiền cho trải nghiệm thì sẽ mang lại cho mình niềm hạnh phúc lớn hơn là chi tiền cho những cái vật chất. Nhưng mà mình biết vậy. Nhưng mà mình vẫn không làm được. Khi mà mình chi tiền cho một cái chuyến đi chơi là mình vẫn cảm thấy bị sót. Và cái việc mà làm cho em cảm thấy thoải mái nhất trong việc chi tiền ấy, em nghĩ là nó đến từ cái góc độ của một người đang làm solopreneur. Tức là em sẽ thoải mái chi tiền cho một cái gì đấy để đầu tư vào công việc của em. Và em tin là với cái khoản đầu tư đấy em sẽ nhận lại được nhiều tiền hơn về sau, nhờ cái việc là mình nâng cấp được cái hệ thống làm việc của mình. Chẳng hạn như kiểu là đầu tư cho thiết bị chẳng hạn mấy chục triệu nhưng mà mình không hề sót. Nhưng mà ví dụ em may một cái bộ suit chẳng hạn, thế mà kiểu mấy triệu là tự nhiên thấy tiếc, tại vì suit mặc lên chỉ đẹp thôi nhưng mà nó không mang lại được tiền cho mình ấy. Đó, trong khi là mình đầu tư vào công việc thì nó lại có cho mình cái return. Tính ra là cả hai cái của tôi với ông á, nó đều có một điểm chung là mình nhìn thấy được cái return on investment trong cái thứ mà mình bỏ ra. Ví dụ như tôi bỏ tiền để tôi đi được trải nghiệm đi thì tôi ra được bài học. Và bài học đó tôi nghĩ tôi có thể kiếm được tiền. Còn cái của ông đó, nó là khi mà mình đầu tư vô một cái setup, một cái đồ đạc hay là một cái gear nào đó thì nó khiến cho mình làm việc ra được thêm tiền. Thì vẫn là quay về cái vụ mà return on investment mà mình cái hướng của cái gear chỉ là một ví dụ thôi, còn có thể là assistant hay là một cái khóa học nữa vân vân, miễn là để phục vụ cho cái công việc. Thì để chị sum up lại cái này, tại vì nó sẽ là liên quan câu chuyện quay về câu hỏi của mình là đang tiêu tiền như thế nào, đúng không? Thì chị thấy mọi người hay bị dính mắc với cái này. Khi mọi người nghĩ về chuyện là tiêu tiền, nó sẽ có hai trường hợp. Một là mình đang tiêu tiền để đầu tư, tức là mình đang nghĩ cái việc tiêu tiền đấy là một cái dạng đầu tư, hay là mình đang tiêu tiền để mình bị mất tiền. Thì trong trường hợp là mình sẽ bị phân loại, ví dụ như mình là em thấy là cái việc mà em đi nghỉ dưỡng hay là em trải nghiệm hay gì đó, nó là một dạng mất tiền, không phải là một dạng đầu tư, nên em sẽ cảm thấy rất là khó để em tiêu cho cái việc đó. Hoặc là với Jaden thì sẽ là cái việc là em đi trải nghiệm cũng là một dạng mất tiền, đúng không? Cũng kiểu như vậy, cho đến khi mà em cảm thấy là không, đấy là một cái mình đã đổi cái mindset của mình rồi, đây là một cái để cách để mà mình đầu tư và mình sẽ có bài học, mình sau đấy mình sẽ có thể kiếm tiền được việc đó. Thì chị thấy là cái câu hỏi này rất là hay á, và mọi người sẽ thường hay lao và trả lời ngay đấy là cái cách mà mình đang tiêu tiền như thế nào. Nhưng thật ra thì mình sẽ phải xem trong cái gốc rễ của cái việc mình tiếp cận cái việc tiêu tiền đấy là gì. Thì với chị thì với chị thì tiền bạc nó quan trọng, bởi vì mình làm kinh doanh mà tiền bạc không thể nói kiểu nói vo được ấy. Nhưng với chị thì nó sẽ không phải là những cái mục tiêu, nó không phải là mục tiêu duy nhất, hoặc nó cũng không chỉ đơn thuần là những con số mình cứ chạy theo. Thế nhưng mà tiền quan trọng, nhưng tiền sử dụng để làm gì, để mình có thể mua được các loại lựa chọn, để mình có thể đưa ra được các option khác nhau, hoặc là mình có thể thậm chí là mua cho mình các cơ hội. Và chị coi cái việc tiêu tiền là một dạng đầu tư, trong tất cả các việc cũng đều như vậy luôn. Là một dạng đầu tư cho mua cho công việc, mua cho thiết bị máy móc thì là để cho công việc rồi. Còn cái việc mà mình đi trải nghiệm, mình đi du lịch hoặc mình đi đây đi đó thì nó cũng là cái việc là mình đầu tư để mình có những cái trải nghiệm phong phú hơn cho cuộc sống của mình. Khi mà mình có trải nghiệm phong phú hơn thì cái trải nghiệm đấy cộng với cái knowledge của mình, nó sẽ giúp cho mình có cái intuition tốt hơn, cái trực giác tốt hơn. Trực giác tốt hơn đấy thì nó lại làm cho mình có thể ra được các quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, cũng như là trong cái việc của mình kinh doanh. Thì với chị thì cái việc tiêu tiền nó là một dạng đầu tư, chứ chị không thấy là chị đang bị mất tiền. Và có lẽ là vì như thế nên cái việc mà chị ra quyết định với việc việc gọi là chi tiêu ấy, nó cũng khá là đơn giản. Và chị sẽ xem xét ở cái khía cạnh là cái quyết định đấy có đáng để cho mình đầu tư hay không. Cái gọi là cái thứ đó nó có đáng để mình đầu tư không? Mình sẽ đầu tư ít hay đầu tư nhiều? Mình sẽ đầu tư một cục rất là to hay là mình sẽ đầu tư theo kiểu dạng nhỏ giọt một chút? Thế cái tiêu chí gì để chị có thể dựa vào để quyết định là cái khoản đầu tư đấy nó có đáng hay không? Có đáng hay không á? Thì chị nghĩ là nó sẽ nghĩ nhiều hơn về cái return on investment thôi, đúng không? Vì nó đã là một khoản đầu tư thì mình xem cái return của mình nó là cái gì. Chị nghĩ là cái này nó sẽ hơi dựa vào cái mục tiêu ngắn hạn dài hạn của từng người để có thể nói là mình sẽ có những cái tiêu chí như thế nào. Nên chắc nó sẽ phải đặt vào trong bối cảnh cụ thể thì mới có thể trả lời được. Nhưng mà cái thông điệp ở đây là gì? Đấy là hãy coi cái việc tiêu tiền là một dạng đầu tư. Khi mà mình thay đổi cái mindset đấy thì mình cũng phải có trách nhiệm hơn trong cái việc đầu tư đấy, đúng không? Đầu tư ít hay nhiều và đầu tư như thế nào, nhưng mà không có cảm giác mất tiền. Nhưng tất nhiên cái đây thì chị nghĩ là nó cũng sẽ xuất phát từ cái việc là mình cũng phải tự tin
vào những thứ mà mình đang có, hoặc là tự tin vào cái việc mà mình có thể ra được quyết định ấy. Tức là mình tự tin vào cái khả năng là mình chi ra cái khoản tiền này thì mình sẽ lại nhận được nhiều hơn từ nó. Nhưng tất nhiên thực ra thì chị nghĩ là một cái mindset của mấy người mà làm kinh doanh thì họ sẽ phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro nhiều hay rủi ro ít thì có thể những cái giai đoạn đầu ấy, mọi người sẽ bị dễ bị rủi ro nhiều hơn, cơ bản là vì mọi người sẽ không có kiến thức, knowledge thì cũng không có nhiều trải nghiệm. Nhưng mà nếu mà đã có nhiều trải nghiệm hơn rồi và có kiến thức tốt hơn, cộng thêm với cái việc quan sát kiến thức về mặt thị trường này nọ nữa, thì chị nghĩ là cái việc ra quyết định này nó sẽ chính xác hơn, hoặc là cái độ rủi ro nó cũng sẽ thấp hơn. Em nghĩ là cái đấy nó cũng khá là đúng với cả cái trường hợp của em, tức là thời gian đầu ấy em cũng khá là ngại chi tiền, mặc dù là cho công việc nhưng mà mình rất là ngại, bởi vì mình không sure vào cái khả năng, không chắc chắn vào cái khả năng của bản thân là liệu mình chi cái khoản đấy nó có đáng hay không, và mình có kiếm lại được nhiều hơn nó hay không ấy. Thì làm cho em cảm thấy rất là kiểu lưỡng lự, dè chừng một chút cho cái việc chi tiền. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu công việc kinh doanh nó bắt đầu đi lên hơn ấy, thì lại cảm thấy là mình tự tin hơn vào cái khả năng kiếm tiền của bản thân, mình biết là mình đang làm cái gì. Thì lúc đấy tự nhiên cái việc mà mình đưa ra quyết định để chi tiền ấy thì nó được dứt khoát hơn. Nhưng mà chị thấy là cái việc mà mình tiêu tiền như nào nó liên quan mật thiết đến cái việc mình định nghĩa về cuộc sống giàu có của mình là gì. Bởi vì nếu như cái mục tiêu của mình về cuộc sống giàu có nó chỉ liên quan đến tiền thôi ấy, thì cái việc em chi tiền em sẽ có cảm giác bị mất mát rất nhiều. Nếu như mình chỉ đặt mục tiêu như vậy. Nhưng mà ở trong cái trường hợp là ok, cuộc sống giàu có đối với tôi là rất nhiều những cái thứ liên quan đến trải nghiệm, năng lượng, thời gian, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, thì cái việc mà mình bị mất một số tiền hay mình đầu tư nó để có được các cái những cái thứ khác, mình gọi là chi một ít tiền nhưng thực ra mình lại có thêm những thứ khác, đúng không? Mình chi tiền nhưng mà mình lại có thêm thời gian. Ví dụ như chị sẽ mua một cái hạng vé để chị tiết kiệm thời gian hơn nhiều chẳng hạn, hoặc là chị chi tiền để chị có cái sức khỏe tinh thần tốt hơn khi mà chị có thể ở một cái nơi hoặc một cái không gian sống mà mình thích hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn, thì cái kia nó giảm một chút thì cái khác nó sẽ nâng lên. Nhưng mà và cái gọi là tiền bạc mà về mặt vật chất thì đối với chị là mình sẽ luôn luôn có thể kiếm được tiền bằng cách này hay cách khác, không phạm pháp là được. Đúng rồi, và mình là một người hoàn toàn bình thường, đầy đủ tay chân, thì tại sao mình không làm được cái việc đó? Thật ra cái mà nãy giờ tôi có nhìn thấy đó chính là như của trường hợp của ông đi, thì ông sẽ tự tin với những lần mà mình mua những cái đồ mà hỗ trợ cho công việc. Còn tôi thì tôi sẽ dần dần tôi sẽ tự tin hơn với những lần mà mình bỏ tiền để mua những cái trải nghiệm cho bản thân. Còn chị Linh là bao gồm cả hai, thì tính ra là mình phải coi là mình đang thuộc cái kiểu nào, để rồi sau đó mình dần dần cải thiện được cái phần kia thì nó sẽ có trọn vẹn hơn. Và cái thứ hai nữa, có cái chữ mà tôi thấy chị Linh có nói đó, cái chữ trải nghiệm là ví dụ như ông sau một vài lần ông thử mua đồ và ông đạt được cái đó thì ông mới cảm thấy là mỗi lần mình tiêu là nó hợp. Tôi mới có một hai lần thôi, thì tôi trải qua cái lần đó thì tôi cũng nhận ra được điều này. Thì bởi vì cái chữ trải nghiệm là trải qua thì mình mới nghiệm lại, còn nếu như mình không có trải nghiệm gì hết thì làm sao mà mình nghiệm ra được cái gì mới trong mình cái cuộc đời. Mình có trải nghiệm, mình phải có cơ sở để mình đưa ra các quyết định, đúng không? Thật ra có một cái điều mà em rút ra từ cái câu trả lời của cả ba người ấy, đó là em nghĩ nó đến từ cái điểm chung của ba người làm solo, ba người đang làm kinh doanh ấy. Thì mọi người đều đang tư duy về tiền theo cái cách là mình cần phải xem nó như là một cái khoản đầu tư. Ví dụ như kiểu là với Jayden hay với chị Linh, với em cũng vậy. Tức là mình bỏ tiền ra thì mình cũng phải để quyết định xem là nó có đáng hay không, thì mình cần phải biết là cái return on investment là như thế nào, mình có nhận lại được nhiều hơn hay không từ nó. Và để xác định được là nó có đáng hay không thì mình lại cần phải có trải nghiệm, cần phải có cái đúng sự rồi, tự tin với cả vào cái phần return đấy thì nó lại phụ thuộc vào chuyện là cái cuộc sống giàu có mà mình đang mong muốn thực sự nó là cái gì, đúng không? Mình sẽ return được cái gì trong các cái khía cạnh khác nhau liên quan đến cái cuộc sống giàu có đấy. Tức là return, nhận được return đấy thì giúp mình đến được gần hơn với cái cuộc sống của mình. Tôi có nhìn ra một cái sự khác biệt, lý do tại sao lại có cái sự khác biệt giữa tôi với ông á, trong cái chuyện là ông thì là người sẽ cảm thấy là muốn bỏ tiền để mà mua cái đồ để hỗ trợ, giống như là khóa học, công việc, trợ lý rồi cái kiểu. Còn của tôi á, thì tôi lại cảm thấy là tôi sẽ thoải mái hơn trong những cái liên quan đến trải nghiệm á, là tại vì có thể là do tính cách mỗi người. Tôi là cái thằng á, là ngược lại hoàn toàn so với ông, là mỗi lần mà tôi mua một khóa học nào đó thì tôi không mua lập tức, mà tôi sẽ tự mò trước về những cái thứ đó. Và tôi có khá là nhiều trải nghiệm mà mỗi lần tôi tự mò thì nó ra được kết quả. Cho nên là tôi cảm thấy là tôi không muốn bỏ tiền cho những cái thứ liên quan đến công việc, thậm chí là có mua những cái món đồ máy tính, đồ đạc theo kiểu kia thì tôi cũng sẽ mua những cái thứ mà nó rẻ nhất và nó vừa đủ với chức năng của mình thôi, chứ tôi không có bỏ tiền ra để mà mua những cái thứ mà quá đắt, tại vì tôi biết là nhu cầu tôi chỉ có nhiêu đó thôi và mình có thể tự mò tự làm được. Còn riêng tới cái khoản trải nghiệm thì tôi không có kỹ năng kinh nghiệm gì hết, cho nên là khi mà mình vô tình được trải nghiệm xong mình cảm thấy thích
rồi sau đó là mình mới chịu chi hơn cho cái phần đó. Chứ còn cái phần kia thì tôi đã hơi tự tin về cái phần kia, cho nên là tôi không có cần để mà bỏ tiền vô để mua khóa học, hay thậm chí là có tuyển nhân viên đi nữa thì tôi cũng cảm thấy là những cái này tôi có thể tự làm được. Cho nên chưa, mình sẽ không thể tự làm cái gì, video mất nửa ngày mà. Cái gì là sao? Thật ra là Jayden không trả tiền nhưng mà vẫn trả bằng thời gian. Đúng rồi. Đúng rồi, thì cái đấy là một cái điểm khác. Với ví dụ với chị thì chị thấy là nếu như mà chị thấy cái việc này nó không phải là chuyên môn của chị này, và mình có thể chi tiền ra để mình thuê một cái người khác và họ làm cái việc đấy nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, thì chị sẽ bỏ tiền ra để tiết kiệm thời gian của mình, và thời gian đấy thì sẽ làm cái việc khác. Chị nghĩ đấy cũng là một cái dạng đầu tư, và mình sẽ có giàu có hơn về mặt thời gian. Bởi vì khi mình có nhiều thời gian hơn, mình tập trung bản thân mình nhiều hơn, mình lại có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chứ còn nếu mà cũng là cái khoảng thời gian đấy thì mình lại đi bò ra để mình làm một cái thứ mà nó không phải là điểm mạnh của mình, nó cũng không phải là một cái thứ mà mình hoàn toàn mình có thể assign cho người khác ấy. Thì tại sao mình lại phải làm như vậy? Thế thì đây là một cái mindset hơi khác nhau giữa hai người. Đúng không? Tức là chị Linh thì sẵn sàng bỏ tiền ra để mua thời gian, để tiết kiệm thời gian cho mình. Còn Jayden thì sẵn sàng bỏ ra thời gian, bỏ ra công sức của bản thân để tiết kiệm tiền. Hey, đây là một sai cách. Thì dạo gần đây mình lại có câu chuyện liên quan tới việc đó, là hồi xưa thì mình luôn luôn đọc được trong những cuốn sách về tiền bạc, đó chính là người giàu sẽ dùng tiền để tiết kiệm thời gian, còn người nghèo á sẽ dùng rất nhiều thời gian, công sức và nỗ lực để sao để tiết kiệm một chút tiền. Thì cái đó nó cũng liên quan khá nhiều, đó là khi mà sao là... thì đấy có phải là cái mindset mà Jayden đang có hay là đã có? Ý là trong cái khía cạnh liên quan tới công việc á, thì tôi sẽ có cái mindset là tôi sẽ muốn bỏ thời gian, công sức, nỗ lực của mình ra để tự tìm hiểu chứ không muốn bỏ tiền. Có thể là tôi chưa nhìn thấy được quá nhiều những cái lợi ích của cái việc mà bỏ tiền ra ngay lập tức. Tại vì đối với tôi là dù mình có bỏ tiền ra để mua khóa học này hay là thuê một người kia, thì mình cũng vẫn phải bỏ thời gian công sức để làm cho cái, để làm bài tập cho khóa học đó chẳng hạn. Hay là có thuê người khác thì mình cũng phải, thứ nhất là mình phải hiểu được coi là cái công việc đó nó như thế nào, nó cần những thứ gì, và đâu là tiêu chí phù hợp thành công để mà mình thuê người ta. Thì nó vẫn, thậm chí là thời gian feedback qua lại hay nó cũng tốn thời gian, trong khi đó thời gian đó ta tự làm luôn cũng được. Thực ra cái này chị nghĩ là một cái trap mọi người có thể sẽ bị nhầm lẫn, tại vì chị với Jayden có thể đang ở trong các giai đoạn khác nhau. Nhưng mà phải đồng ý là trong giai đoạn đầu tiên thì chị là người làm rất nhiều thứ, và không phải chỉ vì chị, nhưng nó khác ở câu chuyện là chị không tiếc tiền, mà là vì chị muốn trải nghiệm việc đấy để hiểu về cái mặt quy trình và cái cách mà nó vận hành, để sau đó thì mình sẽ, khi mà mình có thuê người khác ấy, mình không có mất nhiều thời gian trong cái việc là cứ phải đưa ra các cái để những cái yêu cầu, xong rồi họ làm nhưng lại không đạt tiêu chuẩn, mà mình biết cái tiêu chuẩn là gì và mình biết những cái đầu ra của cái công việc đấy là gì, mình biết cái quy trình vận hành như thế nào. Nếu mà họ tham gia vào thì họ sẽ làm một cái mắt xích ở cái đoạn nào trong cái quy trình đấy. Thì khi mà mình đã hiểu cái đấy rồi thì cái việc mình thuê và mình đầu tư tiền ấy, chị thấy là nó khá là value. Bởi vì mình sẽ biết là mình chi tiền là chi bao nhiêu cho cái người đó là nó sẽ phù hợp. Và mình vẫn kiểm soát được cái việc đó. Thế em thấy là cái sự khác biệt giữa hai người ở cái điểm này á, nó có thể đến từ cái giai đoạn. Có thể là chị Linh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà em nghĩ là ở những cái người mà mới bắt đầu ấy, thì cũng nên tự bỏ ra thời gian. Khi mà cái nguồn lực của mình chưa có quá nhiều ấy, thì mình cũng nên bỏ ra thời gian như là Jayden để tự mày mò, tự nghiên cứu. Thì sau này khi mà mình đã có cái nền tảng rồi thì mình thuê người khác hay là mình đi học ngay đấy thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như chị Linh, những cái việc mà chị chi tiền ra cho người khác làm hộ ấy, cũng đều là những cái việc mà tự chị có thể làm được. Nhưng mà nếu mà người khác làm thay cho thì nó sẽ tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian ấy. Hoặc là những thứ mà chị Linh ghét, kiểu ta không thích làm thì sẽ đẩy cho người khác. Ví dụ chị ghét những cái việc như là quản lý tài chính, hoặc là tính toán những cái con số, những cái chi li nhỏ nhỏ, những cái thứ mà nó quá tỉ mỉ, thì chị sẽ thuê một bạn để làm cái việc đó. Bởi vì chị biết là chị có làm ấy thì có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để cho chị học cái việc mà chị có thể tỉ mỉ được. Bởi vì mình cũng biết cái điểm mạnh của mình sẽ là tính hệ thống, sẽ là cái tư duy về mặt hệ thống hoặc là tư duy logic đi. Đó, nhưng mà chị sẽ không thích dành nhiều thời gian cho cái việc là ở mình ngồi mình xem cái bảng Excel xong có rất nhiều con số đấy và mình tính toán xong mình tổng hợp. Thì chị thấy là cái đấy nó mất thời gian đối với chị, thì chị sẽ đi tìm
và chị cũng không thích làm việc đấy nữa. Khoan đã ha, mình sẽ muốn mọi người dừng cái podcast này lại tầm 20 giây và viết ra một thứ mà bạn tâm đắc từ nãy đến giờ, và sau đó ghi ra tầm 1 hoặc 2 bước nhỏ mà bạn sẽ áp dụng vào cuộc sống hay là công việc của bạn nó là gì. Tại vì đa phần mình thấy là chúng ta hay coi những cái thông tin kiến thức nè, rồi được hít hà được tí động lực, nhưng mà xem xong rồi thì không làm gì hết cả thì nó rất ư là uổng. Và mình thì không muốn cộng đồng của mình chỉ toàn coi không như vậy, nó sẽ không giúp được gì cho bạn hết cả. Cho nên là hãy cùng chậm lại một nhịp và ghi ra một thứ mà bạn sẽ làm trong thời gian tiếp theo. Dừng đi rồi viết ra nha. Rồi, viết xong chưa nè? Quay lại podcast thôi. Vậy thì với cái câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi mọi người rằng là cái money mindset mà mọi người đang có bây giờ thì mọi người thấy là nó đến từ đâu? Tức là cái cách mà mọi người nghĩ về tiền và cái cách mọi người hình dung về cái cuộc sống giàu có của mình thì điều gì nó đã giúp cho mọi người có một cái suy nghĩ như thế? Đa phần tôi thấy là dựa trên những thứ mà tôi nhìn thấy thì tôi đang lai lai giống ba mẹ tôi. Lúc nãy Jayden có chia sẻ về gia đình đúng không? Cái việc mà ví dụ hiện tại đi thì tôi cũng có một cái mục tiêu là tôi sẽ để dành tiền để mà xây được một cái nhà nho nhỏ. Ừ, thì nó cũng tới từ cái việc đó là ba mẹ tôi cũng là người chuyên gia đi coi đất rồi mua đất rồi mua đi bán lại, hay là mua xong rồi xây lên xong rồi làm. Thì nó cũng tới từ cái thói quen và cách làm của người lớn khá là nhiều. Ừ, hay thậm chí là cái việc mà đó giờ tôi thường xuyên tiết kiệm, thậm chí có thời gian tiết kiệm cực mạnh luôn, nó cũng tới từ việc ba mẹ của tôi thôi. Ừ, thì đó là tôi thấy là nó tới một phần từ ba mẹ mình. Thứ hai là nếu như mình chưa có quá nhiều những trải nghiệm á, thì nó vẫn tới từ ba mẹ mình thôi. Ừ, nếu như mình có nhiều trải nghiệm rồi thì tự nhiên mình sẽ nhìn thấy là nó khác với những thứ mà ba mẹ mình hay nghĩ, thì lúc đó mình mới có thêm những cái góc nhìn mới. Còn nếu không á, là nó sẽ tới từ những thứ mà người khác truyền lại cho mình. Mình sống trong một cái môi trường như thế mà. Thì chị hay nói về chuyện là cá nó sống trong bể thì nó sẽ không biết là bể đục hay là bể trong. Cho đến khi mà nó được đi ra một cái bể khác thì nó mới có một cái sự so sánh. À, cái bể của ta nó trong thế hay là bể đấy của mình sao lại đục như vậy. Nhưng mà em thì kiểu lại hơi khác với Jayden một chút. Tức là gia đình của em ấy thì cái tư duy về tiền nó cũng giống với cả bố mẹ của Jayden. Tức là tư duy rất là tiết kiệm, tập trung vào tiết kiệm và tập trung vào cái sự ổn định. Nhưng mà em lại kiểu tức là không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái tư duy đấy, và sẽ thậm chí là ngay từ lúc mà còn nhỏ là đã thấy cái tư duy của mình nó hơi khác với cả gia đình. Và kiểu em sẽ không quá đặt nặng cái việc là phải ổn định, và cũng không quá là quan trọng cái việc phải tiết kiệm ấy. Bởi vì em nghĩ là cái gọi là thời gian và tâm huyết và năng lượng của mình tập trung vào cái việc kiếm tiền thì nó sẽ mang lại nhiều giá trị cho mình hơn là tập trung vào cái việc tiết kiệm. Bởi vì tiết kiệm thì nó sẽ có giới hạn, nhưng mà kiếm tiền thì không. Thì em lại không bị ảnh hưởng như thế. Thế còn chị Linh, chị nghe câu trả lời của bọn em thì chị giống có mình. Cái cảm nhận nào? Tại vì là thực ra chị nghĩ là bố mẹ mình ấy, thế hệ của bọn em hay là thế hệ của chị thì sẽ đều có một cái xu hướng chung về cái mindset về tiền bạc. Nó cái đấy thì nó liên quan đến bối cảnh xã hội, là điều kiện kinh tế xã hội trong những cái thời mà bố mẹ sinh ra rồi, nên nó sẽ tác động rất là mạnh mẽ, và mình là những người hưởng thụ những cái mindset đấy. Tuy nhiên thì chị nghĩ là nó, cái câu chuyện là mình sẽ được nuôi dạy trong một cái môi trường như thế, nhưng mà mình hoàn toàn khi mà mình đã lớn lên và mình trưởng thành thì mình có quyền là chọn cái nào nó sẽ là một cái mà nó có thể work với mình, có thể phù hợp với mình, nhưng mà cái nào là cái mà có thể nó sẽ không còn phù hợp với trong giai đoạn này nữa, hoặc là không phù hợp với bản thân mình. Thì chị cũng là, bố mẹ chị cũng là một người rất là tiết kiệm và cũng có khả năng để làm việc, có khả năng kiếm được tiền. Thế nhưng mà ông bà thì sẽ cũng không dám chi tiêu gì cả. Mà nhất là chi tiêu cho bản thân mình thì lại càng gọi là tính toán, chi tiêu cho người khác đôi khi thì không tính toán nhiều. Nhưng mà mua một cái gì đó cho bản thân, tiêu một cái gì đó cho bản thân, đi đâu đó chơi thì mãi đến, chị nghĩ là phải tầm ngoài 50 tuổi thì mới bắt đầu dám làm cái điều đấy một chút. Đó, tức là nói chung là những cái thứ mà gọi là mua về mặt trải nghiệm. Chi tiêu cho đầu tư cho trải nghiệm là gần như không có. Thì chị nghĩ là cái đấy nó là những cái liên quan đến quan điểm thế hệ, nên là nó tác động đến mình. Nhưng mà chị cũng là một người mà không bị ảnh hưởng bởi cái tư duy đấy nhiều. Em nghĩ là cả yếu tố thế hệ đấy nó có cái vai trò rất lớn ấy. Tại vì em thấy là kiểu có vẻ gia đình của cả ba người đều có cái điểm chung như thế. Chị nghĩ là sẽ rất nhiều người như vậy, nhất là người miền Bắc, người miền Trung cũng sẽ bị, tức là cái do cái bối cảnh xã hội nữa thì cũng sẽ có cái thói quen về tiết kiệm nhiều hơn, hoặc là ưu tiên cho cái việc đó. Thế thì em muốn quay trở lại cái câu chuyện làm kinh doanh. Với cái vai trò của một solopreneur ấy, thì mọi người thấy rằng là cái đâu là những cái sai lầm phổ biến về money mindset mà các solopreneur đang gặp phải, mà khiến cho họ gọi là
không thành công và không đi được xa trên cái con đường này. Chị Linh thì sao ạ? Chị nghĩ là nó sẽ có mấy cái. Cái đầu tiên thì liên quan đến câu chuyện là đầu tư. Thì nó giống như cái phần vừa nãy mình có trao đổi với nhau. Thì cái tư duy đầu tư, thì ví dụ như là sẽ có những bạn làm solo nhưng các bạn sẽ ôm tất cả mọi thứ, các loại nhiệm vụ vào cùng với vào mình và sẽ làm hết tất cả mọi thứ. Thì chị thấy là đôi khi nó sẽ làm cho họ hơi bị quá tải. Mà trong khi rõ ràng là với đội solo mà là expert thì họ sẽ cần tập trung vào chuyên môn của họ nhiều hơn. Thì đôi khi mọi người không biết là mình sẽ nên tập trung vào cái gì ở trong giai đoạn nào, nên thành ra là cứ làm rất nhiều thứ cùng một lúc và chả cái nào nó làm kiểu tốt cả. Thì chị nghĩ là cái phần đôi khi mọi người sẽ bị lười hoặc là bị ngại đầu tư. Mọi người coi cái việc là mình thuê một cái người khác làm cùng với mình, hoặc là mình chi tiền cho một cái khóa học, mình chi tiền cho một công cụ, đấy là mình đang bị mất tiền. Nhưng mà thì chị thấy là một cái mà cần phải thay đổi ở đây, đấy là hãy coi cái việc đó nó là một cái khoản đầu tư. Và khi mình đầu tư như vậy thì mình có thêm thời gian, mình có thêm năng lượng để mình có thể, ví dụ như đơn giản như là cái câu chuyện là khi cái năm 2019 ấy, chị phải làm việc với rất nhiều khách hàng khi mà chị cung cấp dạng kiểu agency service về marketing. Thì cái riêng cái việc mà chị phải follow up hợp đồng, xong rồi nhắc thanh toán, xong rồi làm những cái thứ mà liên quan đến kiểu trao đổi với khách hàng, chị đã thấy nó mất năng lượng của chị kinh khủng. Thế thì mình thuê một cái người để họ có thể hỗ trợ việc đấy và họ cũng thích việc đấy. Thì thời gian còn lại mình sẽ đầu tư vào việc là mình phát triển thêm các sản phẩm khác, hoặc là mình đi tìm kiếm các cái khách hàng mới. Thì đấy là một khoản đầu tư mà sau đó mình có thể có thời gian để mình kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đấy là một cái đầu tiên. Cái thứ hai thì chị thấy là nó sẽ liên quan đến việc định giá. Cái money mindset có thể liên quan đến việc định giá. Đôi khi thì nó có một vài cái gọi là money script, tức là những cái kịch bản liên quan đến tiền mà nó găm ở trong đầu mình ở trong quá khứ, hoặc là cái cách mà mình đã được nuôi dạy. Ví dụ nhiều tiền, nói chung là cái hội mà giàu nhiều tiền thì là người xấu này, rồi là kinh doanh thì sẽ là kiểu lừa đảo, hay là sẽ làm một cái gì đó mà nó không nó sẽ hơi tiêu cực, định kiến. Thì những cái đó đôi khi sẽ làm cho các bạn làm solo các bạn cũng bị ảnh hưởng, và các bạn không dám tính giá cao hoặc là tính giá nó xứng đáng với cả cái giá trị của cái sản phẩm dịch vụ mà các bạn làm. Và đôi khi mọi người sẽ lấy cái việc là họ có bao nhiêu tiền đấy để đánh giá là mình làm tốt hay không, kiểu như vậy. Thì chị nghĩ là nó liên quan đến câu chuyện về định giá cho các sản phẩm dịch vụ của họ. Và cái thứ ba thì nó sẽ là tư duy về chuyện chắc là nó sẽ hơi trùng với cả cái phần là tự kinh doanh, là một cái gì đấy nó sẽ có một cái gọi là thủ đoạn hay là một cái gì đấy mà nó không bình thường ở đây. Thì cái đấy là một cái tư duy mà chị thấy nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Mọi người ngại bán hàng, nó là một cái gì đấy mà nó kiểu dạng xấu xa, nó là một cái gì đấy nó không bình thường ấy, kiểu như vậy. Thì chị thấy là cái phần về tiền bạc nó có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đó. Thì đấy là ba thứ mà chị thấy là các bạn solopreneur khi mà có cái money mindset mà nó đâu đó bị dính mắc từ có thể là thế hệ trước, hoặc là bằng cách nào đó mọi người có những tư duy như thế, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của mọi người. Về cái việc định giá thì cái sai lầm khi tư duy về việc định giá, tức là mọi người sẽ để giá trị của bản thân mình quá thấp, hay tức là đôi khi mọi người sẽ gắn cái giá của cái sản phẩm dịch vụ đấy với cái giá trị bản thân. Thế và mình không tự tin lắm, hoặc là khi người ta không chịu trả cho mình với một cái mức giá mà mình đã đề ra thì ngay lập tức là sẽ giảm giá, vì nghĩ rằng là cái thứ mà mình nó đắt quá với người ta, hoặc là mình không xứng đáng với cả cái con số đó. Mình không xứng đáng với cái giá trị bản thân. Đúng rồi, mình không xứng đáng với cả cái giá trị của cái đó nên người ta mới không trả. Thì cái đấy cũng là một cái mà cũng dính mắc đến tư duy về tiền bạc. Bởi vì thực ra nếu như mình không chạy theo mỗi cái câu chuyện tiền bạc, gọi là cái tiền bạc nó không phải là mục tiêu, mà nó sẽ là một công cụ để mình mua các cái lựa chọn hoặc là mình mua các cơ hội, thì chị thấy là cái việc định giá sản phẩm dịch vụ của mình nó cũng sẽ khác đi khá là nhiều. Từ câu trả lời của chị Linh thì em rút ra được ba cái ý chính. Cái thứ nhất là mọi người thường hay ngại đầu tư, không dám chi tiền để giải phóng thời gian của mình. Cái thứ hai là mọi người sẽ mắc sai lầm về định giá, và mọi người không đánh giá đúng cái giá trị của sản phẩm của họ, mà họ lại kiểu dựa trên giá trị của bản thân. Và nếu như mà họ thiếu tự tin thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái định giá đấy. Và cái thứ ba là mọi người sẽ có những cái định kiến về việc kinh doanh, về việc bán hàng. Mọi người nghĩ nó là sai, nó là không tốt, và mọi người sẽ ngại cái việc đấy, và nó cũng sẽ làm cản trở trong cái việc kinh doanh và có được khách hàng. Thế còn với Jayden thì sao? Là một cái người cũng làm việc với rất là nhiều chuyên gia
giúp cho mọi người xây dựng các kênh nội dung, thì Jayden thấy là đâu là một trong số những cái sai lầm phổ biến nhất về tiền mà nhiều người đang gặp phải? Khi nói về chuyện tiền bạc thôi thì nó sẽ tiền bạc á, thì mình phải xoay về cái chuyện đó là tiền bạc là thứ có thể kiếm được, tiền bạc là thứ có thể kiếm lại được, và còn có một thứ không thể kiếm lại được, đó là thời gian. Nhưng mà ở ngoài kia đang có rất là nhiều người, thậm chí là cả tôi nữa, đó là cái việc mà mình dùng rất nhiều thời gian của mình để tiết kiệm tiền. Sẽ có những cái thứ mà tuy là nó chỉ có tầm 100-200 ngàn thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình có thể tự mò tự kiếm á, xong rồi sau đó là mình cứ ngồi mình mò hết cái đống thời gian đó. Hay thậm chí đi là cái chuyện mà mình mua một cái laptop, mua một cái máy tính cho chính bản thân mình để mình phục vụ cho công việc đi, nhưng mà mình không nghĩ nó là nó xứng đáng quá nhiều như vậy, và mình coi 47-49 cái clip khác nhau để hiểu về cái tình trạng của cái máy, nó nên nâng cấp nó như thế nào, bao nhiêu ghi RAM, bao nhiêu thế này thế kia, thì mình bỏ rất là nhiều thời gian để mà tìm hiểu cái thứ đó. Và khi mà nó có quá nhiều thông tin vô, cái mình không thể nào đưa ra quyết định. Khi mình không thể nào đưa ra quyết định thì mình lại sao coi tiếp và đôi khi nhiều người ta không nhận ra là cái khoảng thời gian đó, nếu như mà mình kiểu bỏ tiền vô để mà mình học, hay là mình tìm ra một cái cách nào đó kiếm tiền thêm, thì nó sẽ giúp cho người ta mua cái máy đó một cách dễ dàng hơn, không cần phải suy nghĩ. Và đôi khi nó tới từ những cái việc nhỏ thôi, nhưng mọi người cũng làm như vậy rất là nhiều. Cho tới cái việc lớn, thì cho tới những cái lần mà bỏ tiền ra số tiền lớn, thì mọi người nhân cái đó lên gấp 10 lần nữa. Thì cái thứ đầu tiên mọi người thường suy nghĩ đó chính là mình phải hiểu là cái thời gian của mình đó, nó có giới hạn. Lỡ đâu ngày mai mình chết làm sao, đúng không? Và thậm chí là mình sống trên cuộc đời này để làm sao, để mình trải nghiệm những thứ tốt hơn, để mình được dùng những thứ tốt hơn, chứ không phải là tôi suốt ngày tôi cày cuốc để rồi tôi phải cố gắng tiết kiệm để rồi mình toàn nhìn lại xung quanh toàn mấy đồ dởm đồ hư, thì nó cũng như không, nó cũng không xứng đáng trong cuộc đời mình để làm cái gì hết. Thì dần dần mình phải cần phải đẩy được cái đó lên cho nó lên một cái mức mà mình hiểu là ok, tôi xứng đáng được những chính thứ tốt xác, hơn. Chính xác, cái này làm cái mindset nó sẽ thay đổi khá là nhiều liên quan đến chuyện tiền bạc. Tức là khi mình nghĩ là mình xứng đáng, mình có để mình sở hữu cái đó, nhưng mà nó là xứng đáng với bản thân mình và mình cảm thấy xứng đáng, chứ không phải là mình xứng đáng có cái đó để mình đi show off cho người khác, hoặc là mình để người khác công nhận thì khác nhá. Nhưng mà xứng đáng có được cái đó và mình nỗ lực để mình có cái đấy, thì chị thấy là cái việc của mình ra quyết định để mình sở hữu những cái món đồ hay là khóa học hay là những cái thứ về mặt giá trải nghiệm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tức là mình cũng phải kiểu cảm thấy là mình xứng đáng. Và em thấy đây là một cái, em nghĩ là một cái sai lầm về tư duy mà nhiều người kiểu tập trung quá nhiều vào cái việc tiết kiệm ấy. Tức là họ không cảm thấy mình xứng đáng để gọi là đối đãi bản thân, hay là để chiều bản thân một chút, hay là để cho mình được phép tận hưởng ấy. Và nhiều khi sẽ rất là ngại cái việc đấy. Thì lúc nãy, từ nãy đến giờ ấy, mình đã nói khá là nhiều đến cái việc là mình dùng tiền để mua thời gian, và mình xem tiền như là một cái công cụ để giúp cho mình có được nhiều thời gian để mình làm những cái công việc mà nó khiến cho mình happy. Năng lượng nữa, thời gian và năng lượng. Em nhớ là em muốn hỏi một cái câu hỏi này hơi ngoài lề một chút. Thì vì em nhớ chị Linh còn nói đến cái việc là hãy thử nghĩ xem, với một solopreneur ấy, thì hãy thử nghĩ xem rằng là mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền một giờ ấy. Thì nó cũng liên quan đến cái mối quan hệ giữa tiền và thời gian. Thì với một solopreneur thì mình sẽ cần phải tư duy như thế nào để định giá được cái số tiền một giờ làm việc của mình? Định giá được một giờ làm việc hả? Cái đấy nó lại phụ thuộc vào câu chuyện chuyên môn, kỹ năng của em, yếu tố thị trường. Nó giống như cái ví dụ trong cuốn sách của chị về cái việc một cái bạn mà tính ra mỗi giờ bạn đã làm được 1 triệu, nhưng mà bạn lại bỏ thời gian đi để mà bạn thiết kế một cái hình hết 8 tiếng đồng hồ. Dạ đúng rồi, đó, một chuyên chị gia. Chị có thể kể thử câu chuyện là đó. Bạn đấy là một chuyên gia về một bạn làm coach, một người khai vấn. Và bình thường thì một cái giờ khai vấn của bạn sẽ có giá trị là 1 triệu đi chẳng hạn. Và cái chuyên môn của bạn là liên quan đến khai vấn. Thế nhưng mà khi mà bạn làm solopreneur và bạn ôm rất nhiều việc, thì chẳng hạn như bạn ấy sắp ra một cái chương trình mới, một cái chương trình coach mới, và bạn ấy quyết định là bạn sẽ tự thiết kế, trong khi thiết kế thì nó không phải là chuyên môn của bạn ấy, và bạn ấy loay hoay đến 8 tiếng đồng hồ, thậm chí là lâu hơn, chỉ để thiết kế một cái banner, trong khi banner đấy bạn có thể đi thuê người ta, một cái bạn có thể là sinh viên hoặc là một cái người cũng không cần phải quá chuyên nghiệp, và thiết kế nó với giá là 500.000. Tức là bạn ấy đã mất 8 triệu chỉ để tiết kiệm 500.000, trong khi rõ ràng là bạn ấy có thể bỏ ra đầu tư 500.000 và bạn ấy có thêm được 8 triệu đồng cho cùng cái khoảng thời gian như vậy. Thì cái sai lầm ở đây cũng là việc ngại đầu tư. Nó vẫn liên quan đến phần invest thôi. Tập trung quá nhiều vào tiết kiệm tiền.
nhưng mà mình không nghĩ là mình sẽ mua lại được cái gì. Vậy là cái ý của mình nó quay về cái việc là làm sao để mà một người mới bắt đầu người ta có thể có cho mình được một cái mức nhất định và hourly rate, đúng không? Ý của ông là như vậy đúng không? Là làm sao để mình định giá được cái giá trị của cái sản phẩm của mình hay là dịch vụ của mình. Nó sẽ liên quan đến cái câu nói của chị Linh lúc nãy là nếu như mình thấy cái khoản đầu tư này nó đáng ấy, thì em nghĩ là như cái ví dụ vừa sau nó minh họa được rất là rõ, tức là nếu như mình kiếm được 1 triệu một giờ thì trong vòng 8 giờ là mình kiếm được 8 triệu. Nhưng mình bỏ ra để mình làm một cái công việc mà nó không... Mình có thể kiếm được 8 triệu chứ không thế. Chắc. Mình có thể kiếm được 8 triệu nhưng mà tức là mình đang hơi xem nhẹ cái thời gian của mình. Mình đang bán rẻ cái thời gian đấy cho một cái đầu việc mà nó không... Cái return investment của nó không cao ấy. Thì chị nghĩ là nó quay lại với cả cái cách mà mình đang định nghĩa về cái rich life của mình. Nếu như em coi cái rich life của em là cái yếu tố về mặt thời gian, nó cũng là một yếu tố rất quan trọng và nó ngang với tiền, thì rõ ràng là mình sẽ không thể đánh đổi là tôi bỏ ra rất nhiều thời gian đấy để tôi tiết kiệm ít tiền được, đúng không? Thì chị nghĩ là cái đấy nó cũng sẽ giúp cho mình quyết định được cái việc là mình có nên đầu tư hay không. Tôi đầu tư cái này tôi tiết kiệm được đến 8 tiếng đồng hồ và sau đấy tôi có thể dành ra để tôi kiếm thêm tiền. Tại sao tôi không làm việc đấy? Mà tôi lại đi tiết kiệm một ít tiền như vậy và tôi tốn rất nhiều thời gian và tôi còn mất luôn cả cái cơ hội để tôi có thể kiếm thêm tiền nữa cơ. Đó. Thì chị thấy là nó sẽ là như vậy. Nó liên quan đến cái định nghĩa của mọi người về một cái cuộc sống giàu có và trù phú thì nó bao gồm những cái thứ gì. Nên là đôi khi nếu như mình tập trung quá nhiều về cái chỉ có tiền không ấy, thì có thể mình sẽ bỏ qua tất cả những cái yếu tố khác. Hay là trong cái của hồi nãy em nói về cái việc định giá đi, thì đối với một người mới, ông đang hỏi là đối với một người làm mới người biết ta không là biết mình giá trị một giờ làm việc của mình là bao nhiêu. Thì cái phần đó thì đối với tôi thì tôi thấy là đôi khi nó sẽ không có thứ gì đó đúng sai. 1 triệu nó cũng có thể mắc đối với rất nhiều người, nhưng nó lại là như 10 triệu nó lại siêu rẻ với rất nhiều người, đúng không? Thì cái quan trọng là cái giá trị mình đem lại được bao nhiêu. Có thể là thời điểm ban đầu mình chưa biết giá trị thật sự mà mình có thể cân đo đong đếm được bao nhiêu, thì cứ cho đại con số đi. Cho đại con số đối tượng của mình là ai nữa, bởi vì 100.000 thì có thể là rẻ với người này nhưng có thể là rất đắt với người khác. Thì mình cứ cho đại con số sau rồi tôi có một cái rule liên quan tới việc định giá sản phẩm hay là bán sản phẩm, đó là nếu như mình nói chuyện với 3 người mà người ta kêu là gật đầu liền, người ta không có ý nghĩ hay là ủa sao mắc giống vậy, hiện ra thì có nghĩa là giá của mình nó vẫn rẻ, mình được quyền tăng lên gấp rưỡi hay gấp đôi. Khi mà nói chuyện với 3 người tiếp theo, người ta kêu gật đầu tiếp là tiếp tục tăng giá. Nhưng mà nếu như người ta không gật đầu, đồng nghĩa là có 2 trường hợp xảy ra. Một là cái thứ mà mình cho người ta chưa đủ giá trị nhiều, đòi hỏi là mình phải học hỏi, mình phải trau dồi, mình phải cố gắng tìm kiếm làm sao để mình tốt hơn, chứ không phải mình để giảm giá xuống. Tại vì nếu như giảm giá xuống thì nó lúc nào nó cũng xuống bằng không thôi. Không thì rồi. Nó không có tiền. Mình phải tăng giá trị lên thay vì là mình cố gắng tăng giá trị lên. Thì đó là cái đầu tiên, khi mà mình tăng lên rồi á, thì nó sẽ đòi hỏi nếu như người ta không gật đầu thì tiếp tục tăng giá trị của bản thân mình lên. Rồi nó sẽ không bao giờ có một cái cap nhất định. Cái thứ hai á, trong cái chuyện á, mà mình có thể tăng được giá hay là mình biết được giá trị mình hay không á, là nếu như nhiều người ta lắc đầu, đôi khi á, là họ không phải là tệp đối tượng phù hợp với cái giá đó. Sẽ có những người á, mà người ta chung một cái giá đó nhưng mà người ta cảm thấy gật đầu, thì cái nhiệm vụ của mình là sao? Là đi tìm người có khả năng chi trả cao hơn. Thì lúc đó cái vấn đề liên quan tới giá trị của mình á, nó sẽ dễ dàng được giải quyết và cái giá cả nó không còn vấn đề nữa, và lúc nào nó cũng chỉ đi lên. Còn khi mọi người chỉ nghĩ là ô nó mắc với người này quá, sao khách hàng của mình người ta nghèo quá, người ta không có tiền, thì đó là cái câu mà tôi nghe rất là thường xuyên, là trời tôi thương mấy người đó lắm, mấy người đó không có tiền, cho nên là chị lúc nào cũng cố gắng là làm cho nó rẻ xuống. Cuối cùng chị làm bạc mặt luôn, chị không có được tiền nhiêu hết. Thì cái đó nó mới chết, là mình vì thương người ta nhưng mà mình hại mình và mình cũng không phát triển lên được bao nhiêu hết. Thì cái đó nó vẫn quay về cái việc là thứ nhất là dám tăng giá lên và dám phát triển bản thân. Cái thứ hai là dám đi tìm những cái người nào mà người ta trân trọng những cái thứ mà mình làm hơn. Thì lúc đó là cái việc mà định giá với tiền bạc nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn lúc đầu không biết bao nhiêu, cứ cho đại con số đi, rồi test thử là biết xem nó như thế nào. Vậy thôi. Ok. Vậy thì cái việc định giá được cái giờ làm việc của mình, nó sẽ liên quan đến cái target audience của mình là ai và cái khả năng chi trả của họ thế nào. Và thứ hai là Jaden cũng chia sẻ cái chiến lược tăng giá, là cứ nói chuyện với cả 3 người xem là họ có thoải mái với cái mức giá đấy hay không. Và nếu như mà họ ok thì chứng tỏ là mình vẫn có khả năng để tăng giá lên nữa, đúng không? Đúng rồi. Thì đấy là một cái chiến lược tăng giá dựa trên cái phản hồi của khách hàng. Yeah. Vậy thì em muốn hỏi mọi người một cái câu hỏi cuối cùng. Đó là với một solopreneur ấy, thì mọi người nghĩ rằng là họ sẽ cần phải có cái money mindset như thế nào để có thể make money được nhiều hơn, tư duy về tiền như thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Jaden nghĩ sao? Đây là cái trải nghiệm của tôi với chị Linh.
tôi có thể kể cho mọi người nghe. Thì cái ngày mà tôi suy nghĩ về mua cái laptop thì tôi suy nghĩ một con máy tính, lúc là tôi đặt một cái budget là 50 triệu cho một cái laptop thì tôi cảm thấy ok, chấp nhận được. Nhưng mà khi mà đặt con số 50 triệu không á thì chị Linh kêu là mày mua cũ hả? Mày phải mua mới đi chứ. Lúc đó tôi mới kêu mua mới sao sao được, rồi chưa kể là mua mới là tới 90 triệu, bị khùng á tự nhiên bỏ 90 triệu ra mua một cái máy tính, đúng không? Thì lúc đó tôi cảm thấy trời, không hiểu sao bạn này có thể suy nghĩ được giống vậy. Sau đó chị hỏi tôi một câu, mày thấy cái ly nước không? Thấy cái ly nước trên bàn này không? Nè, thì giờ tao hỏi mày, cái ly này á là nửa đầy hay là nửa hết, nửa cạn? Tôi mới kêu là thì cơ bản lý thuyết thì người ta sẽ kêu là đầy, đúng không? Nửa đầy, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy là ừ chắc nó hết nửa ly rồi. Nó hết nửa ly rồi. Thì sau đó chị mới nói tôi một câu là nếu nó liên quan, nhìn cái ly này nó cũng sẽ nói lên được cái tư duy về tiền của mình. Nếu như nó là nửa đầy có nghĩa là sẽ còn nhiều hơn nữa, nó cũng có thể đổ vô được. Thì đồng nghĩa là nếu như mà mình hiểu được là cái số tiền mà mình kiếm nó sẽ luôn luôn có khả năng tăng lên nữa, thì mình sẽ cảm thấy là thoải mái hơn với chuyện mà mình sử dụng tiền hoặc là đầu tư một thứ gì đó. Còn nếu như lúc nào mình cũng nghĩ là chết rồi, tao không biết cách làm sao để kiếm thêm tiền, tao không biết cách làm sao để mà nếu như mà tao tiêu cái số tiền 90 triệu đó thì sao, thì tao mất 90 triệu là tao còn lỡ đâu tài khoản tao có 100 triệu mà tao mất 90 tao còn có 10 triệu mà sao tao sống được, đúng không? Thì nó liên quan tới cái việc á là mình đang suy nghĩ là mình có thể kiếm được thêm hay là mình đang suy nghĩ là mình cố gắng tiết kiệm những cái thứ còn lại. Và cái chữ nghèo á không được bây giờ được đặt trong cái tư duy hay là suy nghĩ của mình. Đó là cái thứ hai, lý do tại sao, tại vì á nếu như mà mình chỉ suốt ngày mình nghĩ mình nghèo á thì mình phải cố gắng đi tiết kiệm tiếp. Còn nếu như mình nghĩ mình giàu và mình nghĩ là mình có khả năng kiếm được tiền thì lúc nào mình cũng sẽ ra tìm ra, suy nghĩ ra những cách làm sao để kiếm thêm tiền. Cái người nghèo người ta rất sợ tại vì chết đói thì người ta sẽ chết, cho nên là người ta sẽ luôn luôn tìm cách làm sao để bảo vệ cái tiền người ta có. Còn cái người giàu thì người ta sống một cái gọi là tư duy hay là cái mindset đủ đầy á, thì họ kêu ok xài nhưng mà tao sẽ biết tao sẽ kiếm được. Và cái suy nghĩ về cái việc là tao biết tao sẽ kiếm được á, nó sẽ thôi thúc mình là phải tìm hiểu nhiều hơn, phát triển nhiều hơn. Và khi mình phát triển nhiều hơn thì mình sẽ kiếm được tiền. Còn những cái người mà hiện tại không ổn về tiền á thì họ sẽ bị một thứ là họ sẽ luôn FOMO. Có cách kiếm tiền kia nó hay hơn cách của mình, cho nên mình sẽ mò đi thế này thế kia. Thì người ta sẽ luôn bị cuốn theo những cái cơ hội kiếm tiền, đúng rồi, của người khác. Còn cái người á mà người ta kiểu tập trung vô bản thân và tập trung vô phát triển được cái khả năng kiếm tiền của mình thì lúc mà họ kiếm được tiền tốt thì họ đâu có bị FOMO bởi những cái khác nữa đâu. Cách của tao kiếm được tiền ổn mà, tại sao tao phải đi mò theo những người khác? Thì cái việc mà mình phải tập trung phát triển cái của bản thân mình á, càng nói càng tốt hơn nữa, vẫn là luôn một cái tư duy quan trọng. Cái thứ đó nó liên quan đến việc mà mình có tiết kiệm tiền hay không nữa. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức như thế nào, thì nó quay về cái phần đầu của mình. Cho nên là có hai thứ mà tôi thấy, đó chính là suy nghĩ là cũng luôn luôn có nhiều tiền ở ngoài kia, mình chỉ cần biết cách làm sao để kiếm cái người nào á mà họ cần mình. Mình đã ra được tiền rồi, thấy không? Mình muốn kiếm 5 triệu thì mình chỉ cần tìm người á, người ta có khả năng chi trả được 5 triệu đó cho mình. Chứ không phải là mình đi tiết kiệm 20 triệu còn lại của mình, cố gắng sống qua ngày, chờ qua đời. Chờ qua đời. Thì nó đáng sợ lắm, cuộc sống nó đáng sợ lắm, tại vì mình không dám tiêu. Cuối cùng là mình nhìn xung quanh mình không có mẹ gì hết. Thì nó gớm cực kỳ. Cái thứ hai đó chính là mình tập trung vào bản thân mình nhiều hơn để mình tìm ra được những cách kiếm tiền khác nhau. Tìm ra những cơ hội kiếm tiền dựa trên những cái thứ mình giỏi, để rồi dần dần mình sẽ ổn hơn về chuyện tiền bạc. Thì đó là hai cái mà tôi thấy là nên nói nhiều hơn. Cái câu trả lời của Jayden nó liên quan đến cái cốc nước, em thấy khá là hay, khá là thích. Tại vì nó chính là cái tư duy đủ đầy, cái abundance mindset của người ta. Khi mà mình nhìn cái phần nửa vơi này, mình không thấy nó là cái sự bị thiếu, mà mình nhìn thấy đấy là một cái tiềm năng, đúng không? Cái cơ hội. Khi mà mình có khả năng tốt thì mình sẽ luôn tin là nó sẽ còn có thêm nước nó chảy vào đấy nữa. Thế còn với chị Linh thì sao? Chị nghĩ là nó sẽ có liên quan đến việc là solopreneur sẽ trang bị mindset kiểu gì, đúng không? Thì chị thấy là có 3 cái đối với chị thôi nhé. Mọi người có thể tự chiêm nghiệm xem là có đúng với mình không. Thứ nhất đấy là chị sẽ coi tiền nó là một dạng năng lượng, mà năng lượng thì có vào có ra, có được có mất. Đó, thì nó sẽ giống như cái hình ảnh mà chị hay nói là về một cái ao tù. Ao mà nó đóng hết các cổng, nó không có thông với một cái gọi là mương rãnh nào hết ý, thì ao đấy nó sẽ tù, cá nó cũng sẽ chết.
Thế nên là nó sẽ giống như câu chuyện là cái giống như một cái dòng chảy, thì tiền nó cũng sẽ phải có sự đầu tư, nó cũng sẽ ra vào. Mình cũng phải chấp nhận cái câu chuyện là mình cũng sẽ phải mất tiền, mình sẽ phải chi tiền thì mình mới có thêm được. Chứ còn nếu mà mình chỉ giữ nó ở trong một cái phạm vi nhất định ấy, thì nó sẽ chỉ như vậy thôi. Và thậm chí là mọi thứ, tình hình nó càng tệ hơn, đúng không? Thì đầu tiên là sẽ coi tiền nó là một dạng năng lượng và nó sẽ luân chuyển, nó sẽ có cái sự ra vào. Cái thứ hai là liên quan đến việc là mọi người sẽ chị thấy là đôi khi á, mọi người bị dính mắc khá, tức là những người mà chị gặp thôi, thì các bạn sẽ bị dính mắc với một cái tư duy đấy là chỉ có công việc cố định, khi mà mình được trả lương salary thì nó mới là một cái sự an toàn và mình mới có thể sống tốt cái cuộc sống của mình được. Nhưng mà với chị thì chị thấy rằng là khi mà mình làm solo á, thì mình sẽ buộc phải có một cái tư duy về chuyện là mình phải đa dạng hóa cái nguồn thu nhập của mình. Và đa dạng hóa như nào? Đa dạng hóa bằng cách là mình sẽ tìm xem đâu là cái thứ mà mình có thể tự động hóa. Ví dụ như là tôi đã làm thử 3 thứ và tôi đã làm nó đến một cái mức độ nhất định, thì đến bây giờ tôi thấy cái thứ nhất của tôi là có thể bắt đầu tự động hóa ở một cái khâu này khâu kia. Tôi đầu tư về mặt nền tảng, tôi đầu tư về mặt con người, về mặt nhân sự, về mặt chiến lược hay là tư vấn hay là một người hướng dẫn hay cái gì đó chẳng hạn. Thì tôi đầu tư để tôi có thể tự động hóa được cái đầu tiên đó. Và nó là một cái nguồn thu nhập mà nó có thể tự động với tôi. Sau đấy thì cái thời gian mà tôi không còn phải tập trung cho cái đầu tiên đấy nữa, thì tôi sẽ làm cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu đó. Và liên quan đến câu chuyện về đa dạng hóa nguồn thu nhập thì nó mang đến cho chị một cái trải nghiệm. Đấy là chị hoàn toàn có thể dự đoán được cái thu nhập của chị kể cả khi chị không làm việc. Vì mọi người sẽ, ai mà chơi thân hoặc là trong cái nhóm cộng đồng sẽ đều biết với chị là chị sẽ có một khoảng thời gian chị nghỉ khá là nhiều trong năm. Ví dụ năm vừa rồi chị nghỉ 4 tháng và năm nay chị có thể nghỉ 4 tháng hoặc là nhiều hơn. Thế thì trong thời gian nghỉ đấy chị vẫn có thu nhập, tức là và chị hoàn toàn có thể kiểm soát được việc là mình biết cái dòng tiền của mình hoặc cái nguồn tiền của mình nó đổ từ đâu về. Và nó không tự dưng đổ về mà mình đã có kế hoạch cho nó từ trước đó là thời gian đấy trong năm mình sẽ nghỉ và cái tiền mà mình kiếm được nó sẽ phải đến từ nguồn nào. Thì lúc đấy là mình có đi chơi hay mình làm gì chăng nữa, mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Và thậm chí kể cả mình, cái tháng đấy là cái tháng mình nghỉ và mình xác định luôn là mình không kiếm được tiền ấy, thì mình sẽ kiếm bù vào một cái tháng khác. Thế chị sẽ là một người có cái tư duy như thế. Thì chị thấy là cái việc đa dạng nguồn thu nó sẽ giúp cho mình có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Và cái cuối cùng thì nó liên quan đến việc tiết kiệm. Mình sẽ, nãy giờ mình nói về câu chuyện tiết kiệm, có thể mọi người sẽ có cảm giác của tiết kiệm nó làm cái gì đấy nó cũng không tốt lắm à. Nhưng thật ra chị thấy là mình sẽ nên tiết kiệm. Nhưng mọi người sẽ nên học về cái cách tiết kiệm đúng, hoặc là cái chiến lược tiết kiệm thông thường nó là như nào, cái quy luật nó nên là gì. Và ngoài tiết kiệm ra thì mình sẽ nên đầu tư, mình sẽ nên có các khoản chi khác nhau mà mình có thể kiểm soát được. Thì đấy là những ba cái thứ mà chị thấy là nó sẽ khá là quan trọng. Chị Linh đang nói cái vụ mà tiết kiệm á, thì nói thêm một cái phần lưu ý nhỏ thôi, đó là mình chỉ có thể tiết kiệm khi mình có tiền để mình tiết kiệm, đúng không? Và để có thể có được cái tiền đó thì mình vẫn phải quay về tìm cách làm sao để mà tăng được cái khả năng kiếm tiền của mình lên. Khi mà mình kiếm được tiền thì mình mới có tiền để tiết kiệm. Còn nếu như mà mình lúc ngày chỉ có nhiêu đây, tao cố gắng tiết kiệm mà mình quên mất cái phần kia, thì cái số tiền nó cũng vẫn có nhiêu đó thôi. Thì nó vẫn quay về cái việc là mình đầu tiên mình phải học cách làm sao để ra tiền, cách làm sao để có khả năng kiếm được tiền, và cách làm sao để giống như chị Linh nói là tối ưu hóa công việc và có kế hoạch để kiếm tiền. Chị thấy một cái sai lầm khi mọi người làm solo, mọi người bị mắc rất nhiều luôn, các học viên của chị khi mà chị dạy nữa, thì chị thấy là mọi người sẽ gần như không có profit plan, tức là không có cái kế hoạch cho việc là mình sẽ thu được bao nhiêu tiền trong vòng một năm chẳng hạn, một năm hoặc 6 tháng, và những cái nguồn tiền, cái nguồn mà mình thu được đấy nó đến từ đâu. Mọi người không hề có kế hoạch cho việc đó. Thế nên thành ra là khi mà không có kế hoạch thì cái việc của mình kiếm tiền nó cũng rất là lộn xộn ấy. Thì cái việc là tôi sẽ có 3 cái sản phẩm trong năm nay, và mỗi cái trong 3 sản phẩm đấy thì có một cái sản phẩm là nó sẽ chiếm 50% cái tỷ trọng doanh thu của tôi, và hai sản phẩm còn lại thì sẽ là 50% còn lại. Thế và mình biết là ok, thế mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho cái sản phẩm mà nó sẽ chiếm 50% doanh thu chứ, đúng không? Và sau khi mình làm rồi thì và thậm chí là mình có thể plan được luôn là cái sản phẩm 1 đấy tôi sẽ bán vào tháng 3, tháng 5, tháng 7. Sản phẩm thứ hai tôi sẽ ra vào tháng 4, tháng 6, tháng 8 chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ planning về sản phẩm dịch vụ, nhưng thực ra bản chất là mình plan về cái nguồn thu của mình trong năm đó. Thì khi mà mình có thể kiểm soát và mình có cái sự chủ động đấy thì chị thấy là nó sẽ điều hướng toàn bộ cái hoạt động trong cái việc mà mình kinh doanh. Mình biết là mình làm cái gì, như thế nào, thậm chí mình biết là content mình phải viết nó sẽ là cái gì, phục vụ cho ai, mình cần phải tiếp cận hoặc là mình tiếp thị cho cái nhóm khách hàng mà mình mong muốn như thế nào, đâu là giai đoạn mà mình phải đẩy mạnh cái việc bán hàng lên, đâu là cái giai đoạn mà mình có thể
nghỉ ngơi một chút, mình có thể dừng lại, mình chậm lại. Thì cái phần gọi là lên cái kế hoạch về profit đấy là một cái mà rất là quan trọng. Tại sao mọi người thường hay bị bỏ qua này, chị nghĩ có thể một phần nó đến từ cái việc là thực ra như thế hệ của chị là chị sẽ không được dạy về chuyện làm tiêu tiền như thế nào. Lên một cái kế hoạch tài chính cá nhân cho bản thân như thế nào là sẽ không được dạy, kể cả ở trường học lẫn ở trong gia đình. Gia đình là mình sẽ quan sát bố mẹ làm như thế nào thì mình sẽ học theo thôi. Và đôi khi là bố mẹ sẽ kiểm soát hoặc là sẽ tiết kiệm rất nhiều chẳng hạn, thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đó. Thế còn cái việc mà liên quan đến tiền bạc hay tài chính thì nó không phải là chỉ có tiết kiệm không, nó còn rất nhiều những cái thứ khác nữa. Cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mình làm kinh doanh. Cái việc mà lên một cái profit plan em nghĩ là nó cũng sẽ liên quan đến cái business mindset của mọi người nữa. Và tùy thuộc vào cái model của mình là gì nữa, mình chọn làm cái gì. Em thấy là maybe là em thì em sẽ có một cái sự gọi là, tức là tính nhanh ấy, kiểu làm toán nhanh ấy. Thì em có thể hình dung được là cái này nó có nhiều profit, cái kia nó không có nhiều profit lắm. Thì em nghĩ là nó cũng sẽ giúp cho mọi người gọi là hình dung ra được. Đúng rồi, nhưng mà mình sẽ phải có cái trải nghiệm. Ví dụ trong một loạt các sản phẩm mà mình làm thì mình phát hiện ra là nó có cái quy luật là 80-20. Thì chỉ có 20% cái sản phẩm mà mình làm ra ấy, nó sẽ chiếm đến 80% doanh thu. Thì ví dụ như sau khi mà mình phải làm một thời gian, một năm hoặc 2 năm, mình mới rút ra được cái kết luận đó. Mình mới thấy là hóa ra 20% cái nhóm sản phẩm này là cái thứ mà mình sẽ nên tập trung nhiều hơn, vì nó đang tạo doanh thu rất tốt. Thế còn mọi người không làm, hoặc mọi người chỉ có duy nhất một sản phẩm, thì mọi người làm sao có thể ra được cái ra được cái kết luận đấy, hoặc là có thể đánh giá được, đúng không? Thế thì để sum up lại cái câu trả lời của chị Linh ấy, thì em thấy là có 3 cái mindset, 3 cái money mindset quan trọng nhất mà solopreneur cần phải có. Cái thứ nhất đó là tư duy về tiền như là một cái dạng năng lượng. Năng lượng tức là nó sẽ là một cái dòng chảy, nó có tiền ra, có tiền vào, và nó sẽ giống như là một cái ao ấy, có nước chảy vào, có nước chảy ra. Tức là tiền nó sẽ luôn luôn trong cái sự chuyển động, chứ nó không bao giờ là đứng yên. Cái tư duy thứ hai đó là về cái việc tự động hóa và đa dạng hóa nguồn thu nhập. Thì em đang hình dung về nó như kiểu là cái việc mình xây dựng cái hệ thống của mình ra làm sao để mình có nhiều tiền chảy vào. Cái dòng chảy vào nó đa dạng, nó có nhiều nguồn nó chảy về. Còn cái tư duy về tiết kiệm là làm sao để cái tiền chảy ra nó kiểu tối thiểu nhất có thể. Đó thì làm sao để mình có thể tức là tiền chi ra thì ít, nhưng mà tiền có vào thì có thì nhiều. Đúng không? Để thật ra đúng rồi, đấy là lý tưởng. Tất nhiên là mình không bao giờ nó sẽ là 100%, nhưng mà nó cũng sẽ cho mình hình dung ra được cái profit margin, tức là cái tỷ suất lợi nhuận của mình. Thật ra nếu mà nhiều tiền chảy vào nhưng mà chảy ra cũng nhiều thì mình lại không giữ lại được cái gì cho mình cả. Thế để đúc kết lại những cái money mindset mà chị Linh có ấy, thì chị có một cái phương pháp nào gọi là đơn giản mà mọi người có thể kiểu áp dụng được trong cuộc sống của mình không? Chị nghĩ là có, chị cũng có một cái phương pháp, nhưng mà phương pháp này không phải do chị nghĩ ra, mà là chị đi học trong cái khóa học về tiền. Từ nãy giờ mọi người sẽ nhìn thấy được cái tầm quan trọng của việc tăng khả năng kiếm tiền của bản thân lên. Nó sẽ giúp cho tư duy tiền bạc cũng như là cách sử dụng tiền của mọi người á, nó trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và để có thể tăng được những cái khả năng kiếm tiền á, thì bạn cần phải học những cái high income skill. Và các kỹ năng có thể gọi là high income skill hiện nay bao gồm các việc giống như là làm nội dung, làm video, data analyst, copywriting, UI UX, quản lý đội nhóm, và quan trọng hơn hết đó chính là khả năng chốt sale 1-1. Nếu như bạn có một cái chuyên môn nhất định thì cái việc chốt sale giá trị cao á, sẽ là thứ không thể nào thiếu được. Khi mà bạn biết thu hút khách hàng về, cộng thêm á, là cái việc bạn biết cách đặt ra được những câu hỏi hay để tìm ra vấn đề và giúp đỡ khách hàng á, thì họ sẽ nhận ra được cái sự chuyên nghiệp và tận tâm từ bạn. Họ sẽ không ngần ngại đầu tư vào những cái sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn giới thiệu. Và đó cũng chính là thứ mà mình đã làm trong suốt 3 năm vừa qua. Ngoài các khóa học liên quan đến việc làm nội dung hấp dẫn hơn nè, để chạm được đúng tới cái tệp khách hàng tiềm năng á, thì mình vừa mới tạo ra khóa học High Ticket Closing để đi chuyên sâu vào cách chốt sale khách hàng khi tư vấn 1-1 như thế nào. Trong khóa học này á, mình sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện hài hước nè, những tình huống thực tế đầy thú vị giúp bạn dễ dàng tiếp thu và áp dụng những kiến thức đã học. Bạn sẽ không cảm thấy buồn chán, mà ngược lại, mỗi bài học sẽ là một cái trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng. Cho nên nhớ tham khảo đường link bên dưới nha. Bây giờ thì quay trở lại podcast thôi. Thì chị thấy nó cũng khá là hữu ích với chị. Thì đấy là một công thức driven thì của Remy, tự nhiên quên tên Seth Ramit. Thì nó sẽ có 6 cái chữ cái. Chữ D đầu tiên là documented, là cái việc mình phải ghi lại những cái mục tiêu của mình liên quan đến tiền bạc, liên quan đến cái cuộc sống giàu có mà mình mong muốn. Mà mục tiêu nó phải cái gọi là cái sự các cái việc mình ghi lại nó phải rất là chi tiết. Nó rất là chi tiết, nó rất là rõ ràng thì mình mới có thể dễ hình dung với cái thứ mà mình mong muốn.
Chứ còn nếu mà mình chỉ nói là thì em cũng muốn là em sẽ có thể mua được những cái thứ mà em muốn mà em không phải suy nghĩ nhiều về tiền, thứ em muốn mua nó là thứ gì, hoặc là em muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, thế trải nghiệm của em là trải nghiệm gì, là em đi chỗ này chỗ kia, là việc mà em sẽ mua, em sẽ ăn những bữa ăn rất đắt hay là em sẽ làm gì đó chẳng hạn, thì phải rất là chi tiết. Đấy là cái chữ D đầu tiên. Thứ hai thì liên quan đến chữ A là realistic, là cái việc là những cái mục tiêu đấy mà mình ghi ra nó cũng phải có cái tính khả thi trong cái giai đoạn nhất định. Ví dụ như bây giờ là mình một người làm solopreneur mới bắt đầu và còn đang gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà đặt những cái mục tiêu quá cao về tiền, bởi vì mình bị FOMO mà mình nhìn thấy người ta làm có vài tỷ, chục tỷ một năm, mình nghĩ là ok chắc mình làm được hoặc gì đó chắc là dễ, thì đấy nó phải khả thi, và đặc biệt là nó có giai đoạn khác nhau. Có thể nó không khả thi trong giai đoạn này nhưng có thể sẽ khả thi về mặt lâu dài, thì mình sẽ phải hình dung về cái tính khả thi đấy. Cái thứ ba đấy là cái chữ I là individual, là cái tính cá nhân. Thì ở đây là câu chuyện, chị nghĩ là cái này quan trọng, nó sẽ liên quan đến việc mà nó cũng gần với cái ý mà vừa nãy Jaden nói. Đấy là chúng ta sẽ phải tập trung vào bản thân mình trước đã. Mình sẽ phải cái mục tiêu đó, mục tiêu về tiền bạc hay mục tiêu về cuộc sống giàu có đấy, nó phải xuất phát thực sự từ bản thân mình và nó phục vụ cho mình đầu tiên, chứ không phải là để phục vụ cho bố mẹ mình, cũng không phải là phục vụ cho anh chị em hay là cho con cái hay là cho vợ chồng mình, mà nó phải là cái này. Chị nghĩ nó không phải là câu chuyện ích kỷ, mà nó có một cái ví dụ mà chị hay nói, đấy là khi mà một cái ấm nó phải có đầy đủ, nó phải có nước ở trong đó thì nó mới có thể thì nó mới rót được cho những cái chén hoặc là những cái ly khác. Thế còn bản thân mình không có cái gì cả, mà mình lại cứ nỗ lực mình đi rót cho người khác, mình rót cái gì, mình rót không khí, chả có cái gì cả. Thì cái câu chuyện là mình đặt mục tiêu về mặt tiền bạc hay là về một cái cuộc sống mà mình mong muốn giàu có ở các cái theo cái định nghĩa của mình ấy, thì nó sẽ phải tập trung vào bản thân mình đầu tiên, và mình phải làm được điều đó, mình phải có trải nghiệm đó, mình phải có tiền thì mình mới cho được người khác, và mình phải có trải nghiệm đấy thì mình mới bắt đầu muốn chia sẻ trải nghiệm đấy cho người khác. Thì đấy là cái chữ individual. Cái thứ tư thì nó liên quan đến chữ V là vivid, thì là cái gì nhỉ? Vivid. Nó là cái sự gọi là sinh động trong những cái trải nghiệm của mình liên quan đến tiền bạc hoặc là cái cuộc sống giàu có mà mình mong muốn. Trải nghiệm ở đây nó có thể là cầm nắm sờ mó được. Nó không chỉ là câu chuyện là tôi có từng đấy tiền, mà là nó là những trải nghiệm mà tôi nhìn được bằng mắt, tôi có thể ăn vào hoặc là tôi ngửi thấy hoặc là tôi chạm thấy, thì nó sẽ cần có cái tính sống động ở trong đấy. Để làm cho cuộc sống của mình nó phong phú hơn, và đây cũng là một cái khía cạnh của sự giàu có mà. Cái tiếp theo đấy là liên quan đến cái exciting, là cái mình phải hứng thú với cái mục tiêu đó. Nếu mà mình chỉ chạy theo cái mục tiêu về con số, về tiền, tôi kiếm được từng đấy tiền xong rồi tôi mới làm việc này việc kia, thì nhiều khi mình sẽ bị burn out việc đấy. Mình có hào hứng với việc đó không? Mà đôi khi á, ví dụ như sáng nay chị vừa đọc một cái tít báo, đấy là em đã mặc dù mỗi tháng em kiếm được 30 triệu nhưng em đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Thì thực sự là mình còn hứng thú với công việc mình làm không, nếu như cái mục tiêu của mình chỉ là con số? Thì nó, cái mục tiêu đó nó sẽ phải nên là những cái thứ mà khiến cho mình hứng thú, phải khiến cho mình cảm thấy là mình rất muốn làm, phải có cảm hứng để làm và yêu thích cái việc đó. Và cuối cùng thì nó là cái now focus, là cái việc mình tập trung vào cái hiện tại, chứ đừng lúc nào mình cũng đặt những cái mục tiêu ở xa quá, xong mình cứ chờ cho đến khi mà mình có thể đạt được mục tiêu đấy, mình không biết bao giờ mình mới đạt được. Chỉ ví dụ như là mình muốn đi tập thể dục và mình nghĩ là khi nào mà mình có 50 triệu thì mình sẽ mua một cái thẻ tập. Khi nào mình mới có 50 triệu và khi nào mình mới đi tập được, thì tại sao mình không bắt đầu ngay từ bây giờ? Thay vì là mình nghĩ về chuyện là mình cứ phải chờ mình có tiền mình mua thẻ, thì mình có thể tập thể dục ngay từ bây giờ bằng những cách nó rất là đơn giản. Và cái việc mình tập thể dục, mình có trải nghiệm, mình thấy là mình rất yêu thích cái việc đó, mình thấy tích cực hơn, xong mình tập trung bản thân nhiều hơn để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì cái việc mà mình có thể mua được cái thẻ tập đấy nó sẽ đến nhanh hơn. Thì đấy là một cái công thức mà chị thấy nó cũng khá là hữu ích với chị, và chị nghĩ là có thể cũng sẽ hữu ích với nhiều người khác. Có cái phần now driven cuối cùng á, nó là cái mà có thể focus. Nói now focus cuối cùng đó, nó là cái mà mình có thể nói kỹ hơn. Ví dụ giống như mọi người thường kêu là tôi phải có nhà, tôi phải có xe thì tôi mới yêu, hiểu không? Lỡ đâu mình không có nhà có xe luôn sao? Rồi chừng nào yêu? Rồi mọi người phải kêu là tôi phải có nhiêu đó tiền thì tôi mới mua,
lỡ đâu chuyện gì đó xảy ra khiến cho mình không có được số tiền đó làm sao, thì mình không mua luôn hả? Thậm chí là mình có được số tiền đấy chứ chắc mình đã mua được. Tại vì thôi, ví dụ như suy thoái kinh tế, tiền nó mất giá, thì như tiền của Zimbabwe đúng không, trả đến 200 triệu mới được bát phở. Thì nếu mình đặt cái con số đó, hoặc là kể cả cái cách mà mình đặt con số về tiết kiệm ấy, là bao nhiêu phần trăm đó tôi phải kiếm được 8 tỷ tôi sẽ nghỉ hưu. Nhưng mà lúc đấy 8 tỷ của 10 năm sau này, 8 tỷ bây giờ nó rất là khác nhau. Nên là cái con số đó chị nghĩ là hơi khó để có thể kiểu bám vào con số đấy. Cái now focus đấy nó là cái việc mà khi mà mình tư duy về cái cuộc sống giàu có ấy, nó không phải chỉ là cuộc sống tương lai, mà mình có thể đưa nó vào ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống hiện tại. Không phải là cứ có nhiều tiền thì mình mới được có cuộc sống giàu có. Tại sao không phải là bây giờ mà lại cứ phải đợi đến lúc đấy thì mình mới làm? Mình vẫn có thể ít tiền nhưng vẫn thấy giàu. Yeah. Thì cái công thức driven mà chị Linh mới giới thiệu ấy, thì để em sum up lại, cái chữ D nó là documented, tức là chúng ta sẽ cần phải ghi chép lại cái mục tiêu về cái cuộc sống giàu có của mình, mà nó sẽ cần phải rất là chi tiết và cụ thể. Và cái chữ R là cái sự realistic, tức là cái mục tiêu mà mình đặt ra ấy, nó cần phải thực tế, nó liên quan đến những cái nguồn lực và cái khả năng của mình. Cái chữ Y nó là individual, đó là chúng ta sẽ cần phải tập trung vào bản thân mình trước, tức là mình sẽ cần phải cố gắng vì chính mình. Thì khi mà mình cái cốc nước của mình nó đầy rồi thì mình mới có thể san sẻ, mình giàu rồi mình mới chia được cho người khác, đúng không? Mình phải có thì mình mới cho đi được. Yeah. Mà giàu ở đây không phải là chỉ giàu tiền, giàu tất cả các loại khác. Tại sao có những cái bạn mà các bạn nói là tại sao em gặp chị em thấy năng lượng rất tốt, lần nào em gặp chị em thấy được boost cái năng lượng của em lên, bởi vì có thể chị giàu về mặt năng lượng mà chị đang share cái năng lượng đấy cho người khác. Thì nó cũng là một cái kiểu mình phải hạnh phúc thì mình mới làm người khác hạnh phúc được. Hoặc là giống như cái đó, nó sẽ có cái chuyện là giống như là nhà tôi đi du lịch đó, không biết đi đâu, không biết chọn đâu, tại vì mình làm gì có trải nghiệm gì đâu, cho nên lúc mà kêu nhà đi du lịch mình không có thì làm sao mà mình recommend, mình chia sẻ cho người ta được. Thì cái đó vẫn quay về cái việc là ok, mình phải có đã, thậm chí là mình phải có trải nghiệm, đôi khi nó là nhỏ thôi nhưng mà nó vui thì sao, thì mình cũng có thể san sẻ nó ra cho người khác, thì lúc đó mọi thứ nó mới thay đổi được. Còn nếu như mình chỉ có quanh đi quẩn lại chỉ có bao nhiêu đó thôi thì cuộc đời nó cũng chỉ có bấy nhiêu, thì làm sao mình cho người ta được, đúng không? Thì phải có thêm, nghe nó tham nhưng mà nó đúng, thêm là thêm về cái niềm vui và những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống. Yeah. Tôi cũng hay có một cái câu nói là muốn giúp người khác thì mình phải giúp chính mình trước. Yeah. Là chữ V là vivid, là mình sẽ cần phải có một cái cuộc sống mà nó đa dạng phong phú về mặt trải nghiệm, nó phải thật là sống động. Chữ E là exciting, tức là cái mục tiêu đấy nó sẽ cần phải tạo ra cái cảm hứng lớn của mình cho mình, mình cảm phải cảm thấy yêu thích và hứng thú với nó. Và chữ N đó là now focus, là tập trung vào hiện tại. Và cái này thì mình đã nói khá là kỹ rồi. Và hứng thú là gì? Đó là khi bạn có hứng làm thứ gì đó thì bạn không phải là người nữa, bạn là thú, được chưa? Jaden có cái cảm nghĩ gì với cái mô hình driven này? Thì đối với tôi thì tôi thấy nó cũng đã khá là đầy đủ rồi, chứ nó không thiếu gì hết. Nhưng mà chắc là nó sẽ còn thiếu một thứ duy nhất thôi. Đó như là nghe xong thì làm sao để tôi bắt tay vô tôi làm, nhưng áp dụng nó trong cuộc đời của tôi. Có cái thứ nào để boost được cái động lực hay là cảm xúc của tôi lên? Thì vậy. Nếu như được thì hãy bắt đầu, vẫn là quay về cái chữ trải nghiệm thôi, cho mình những cái trải nghiệm nho nhỏ, nhưng mà nó sẽ là những bước đầu tiên của cái việc là mình cảm nhận được nhiều hơn, để rồi sau đó mình thay đổi những cái thứ trong cuộc sống mình nhiều hơn. Mình quay về và mình sẽ viết ra cái hình dung của mình về cái cuộc sống mà mình mong muốn. Tại vì thực ra nếu như không có nhiều trải nghiệm mà tự nhiên bắt là viết ra một cái thứ mà mình mong muốn, mình có khi mình chả hình dung được, hoặc là cái hình dung đấy của mình nó sẽ là một cái lặp của những cái thứ mà mình đã từng trải nghiệm trước đó. Bởi vậy là trong cuộc sống đôi khi là mình phải làm khác đi một tí. Có thể là mình năm nay mình đặt cho mình mục tiêu là tôi sẽ đi một nơi nào đó nhỏ nhỏ thôi, gần gần mình tí, để cho nó khác đi so với cuộc sống đời thường. Hay là mình mua một cái món đồ đó mà đó giờ mình không dám mua. Thì mình cũng đôi khi mình đặt ra để sao để mình dám làm cái đó nhiều hơn. Để mỗi lần mình thử thì mỗi lần là mình sẽ có thêm những cái input vô, những cái thông tin vô. Thì từ đó mình mới thay đổi ra được những hướng khác. Rồi sau khi mình làm đủ nhiều thì mình sẽ thấy ôi, cuộc sống đa dạng, nó còn quá trời thứ mà mình có thể làm nữa. Quan trọng là mình dám thử những thứ nhỏ. Tôi nghĩ là nó cũng bắt nguồn từ cái việc mình hiểu bản thân nữa. Tức là mỗi người sẽ có một cái giá trị sống khác ấy, và mình cần phải hiểu cái giá trị sống của mình là gì thì mình mới gọi là vạch ra một cách rõ ràng được. Chứ không phải là cứ giàu có là phải đồ hiệu xe sang hay là nhà biệt thự gì đấy. Có thể đối với mình cái cuộc sống giàu có của mình nó lại rất là khác. Thì mình cần phải biết đối với mình nó là cái gì, chứ không phải chỉ copy theo những cái mà người ta làm. Và cái vụ mà mình, nếu như mình đánh giá một người dựa trên cái thứ mà họ sở hữu thì cuối cùng là mình ý là dụ như quan tâm hay là yêu một người nữa đi,
thì cuối cùng là mình yêu cái tài sản của người ta hay yêu người ta, đúng không? thì cái vụ mình nhìn dùng cái tiền bạc, dùng cái thứ mà người ta sở hữu á, nó không nói lên được điều gì hết. Mình cái quan trọng nhất là tới cuối cùng thì cái con người của họ, họ có cái gì, họ nhiệt tình ra sao, họ có thể chia sẻ cho mình những cái trải nghiệm vui vẻ thú vị nào trong cuộc đời, chứ không phải là tao có một đống tiền rồi sao nữa. Nhưng mà lúc nào về cũng cá lộn nên nó cũng như không. Thì đó là tôi thấy là những người xung quanh tôi có rất nhiều người cày cú cả cuộc đời, nhưng mà về nhà thì không ai nói chuyện với nhau, thì cái chuyện đó nó cũng không vui vẻ lắm. Là có nhiều tiền nhưng vẫn không happy á. Đúng rồi. Thì đấy là tiền không quan trọng. Có quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tiền có mua được hạnh phúc không? Không mua được hạnh phúc, nhưng mà không có tiền thì chắc chắn sẽ khổ. Không biết giàu có sướng hay không, nhưng mà nghèo thì chắc chắn khổ. Và ok, cảm ơn chia sẻ của chị Linh và cảm ơn chia sẻ của Jayden. Thì mình hy vọng rằng là tất cả mọi người nghe tập podcast này cũng đã rút ra được những cái bài học rất là giá trị cho bản thân về cái tư duy về tiền. Maybe là cũng nhận ra một số những cái tư duy, những cái sai lầm của bản thân, và cũng sẽ học cách để có thể biết cách tiết kiệm, biết cách đầu tư và biết cách dùng tiền một cái cách khôn ngoan hơn, để phục vụ cho cuộc sống cũng như là cho cái công việc kinh doanh của mình. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast. Hẹn gặp mọi người ở một cái tập podcast tiếp theo.